Xin kính chào quý phụ huynh đã quay trở lại buổi hội thảo online thứ hai của trường Trần Kim với chủ đề kiểm soát bạo lực trong giáo dục gia đình. Để buổi hội thảo diễn ra thuận lợi, toàn bộ mic của quý phụ huynh sẽ được tắt. Quý vị có thể gửi cả câu hỏi cho chương trình bằng cách gửi câu hỏi vào khung chat của phần mềm Zoom. Và ngay sau đây, Thanh Mai rất vui mừng khi được chào đón sự quay trở lại của tiến sĩ tâm lý Tonia. Xin chào cô ạ. Xin chào Thanh Mai và xin chào tất cả quý vị phụ huynh. Hy vọng rằng là chúng ta vẫn đang khỏe mạnh nhỉ? Sau một tuần gần một tuần gặp lại, câu chuyện tối hôm nay thì chắc là nó cũng sẽ làm câu chuyện khó với tất cả chúng ta. Nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có những cái trao đổi để gỡ được bao nhiêu nút thắt thì chúng ta sẽ gỡ phụ huynh ha. Dạ, và em thật sự là cũng thay mặt cho quý phụ huynh cũng như trường Trần Kim rất vui vì hôm nay vẫn được nhìn thấy cô khỏe mạnh và quay trở lại tràn đầy năng lượng. Thì như chúng ta cũng đã biết thì sức khỏe bây giờ thật sự đang là một cái gì đó rất là quý. Cảm ơn cô đã quay trở lại với sự khỏe mạnh bình an. Cảm ơn Thanh Mai. Và câu chuyện của chúng ta tối nay như Thanh Mai đã chia sẻ thưa quý vị, đó là câu chuyện về kiểm soát bạo lực trong giáo dục gia đình. Với phụ huynh của trường Trường Kim, bởi vì mình may mắn là cũng có một cái thời gian làm việc cũng khá dài rồi, tính đến thời điểm này thì duyên nợ với trường Trường Kim là cũng đã có một khoảng thời gian đáng kể rồi. Thì có một cái điều mà mình nhận thấy rằng là trên chung á, thì cái câu chuyện về cái việc là thực hành cái kỷ luật tích cực của gia đình đối với trẻ thì là một cái gọi là chúng ta vẫn đang ở một cái nhóm chỉ số khá là lý tưởng. Tuy nhiên cái chỉ số lý tưởng đó nó dừng lại ở cái việc đó là chúng ta không có lạm dụng bạo lực đối với các con, chúng ta không có nổi giận và chúng ta không có bị sa lầy vào những cái hành vi mà nó mang tính tấn công trẻ. Nhưng cái tâm tư thì là một bầu trời tâm tư, tức là cái sự gọi là cái sự mà không có gọi là không tấn công đó hoặc là không lạm dụng bạo lực đó, nó vẫn đang chưa phải là một cái hành động mang tính tự nhiên để phụ huynh cảm thấy rằng là làm sao để mà mình thực sự ngu giận, mình thực sự bình thản đi qua những cái gọi là những cái tình huống mà mình không có mong muốn xuất hiện ở con mình trong giáo dục gia đình. Và thời điểm này tức là chúng ta đang thực hiện giãn cách, chúng ta làm việc tại nhà và chúng ta cũng đối diện với rất là nhiều nỗi lo, trong đó là có những cái nỗi lo mà rất là trực tiếp về cái câu chuyện sống còn. Thì đôi khi cái cảm xúc của chúng ta muốn bình ổn nó cũng không phải là cái câu chuyện đơn giản. Cho nên là câu chuyện tối nay thì như đã nói ban nãy là nó là một câu chuyện khó đấy, nhưng mà nó lại là một câu chuyện rất là cần. Bởi vì cái yếu tố cảm xúc tại thời điểm này, sáng nay thì mình có một cái trao đổi ngắn với các bạn ở bên y khoa, thì tại thời điểm này cái câu chuyện mà mình nói với nhau về kiểm soát bạo lực và kiểm soát cơn giận nó không chỉ đơn thuần liên quan đến cái việc dạy con nữa thưa phụ huynh, mà nó còn liên quan trực tiếp đến cái căn bệnh, cái đại dịch mà chúng ta đang vì nó mà điêu đứng. Bởi vì cái gọi là cái hàm lượng oxy là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái câu chuyện, là nếu như một ai đó bây giờ mà vô tình họ là gọi là không may họ trở thành F0 thì một trong những cái cách để họ hồi phục và họ phải chống chọi với dịch bệnh đó là cái liên quan đến cái kỹ thuật về giữ oxy cho cơ thể, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái việc đó là bị đông phổi khi mà bị nhiễm cái virus này. Thì cái cảm xúc của chúng ta nó liên quan trực tiếp đến điều này, tức là cái sự nóng giận, cái sự lo âu thái quá, cái tính kích động trong cảm xúc nó là một cái dạng, nó là một cái trạng thái tâm lý mà nó làm hao tổn oxy cực kỳ nhiều cho hoạt động của cơ thể. Và như vậy thì việc mà chúng ta gọi là chúng ta thực hành cái kỷ luật tích cực trong nhà, chúng ta không lạm dụng bạo lực, chúng ta kiểm soát được cơn giận, thực tế thì nó không chỉ đơn thuần đó là dừng lại ở cái sự thân thiện, là để trở thành hoa hậu thân thiện hay là nam vương thân thiện trong mắt của các con, mà thực sự nó liên quan đến một cái sự lành mạnh về mặt cơ thể nữa. Cho nên là với rất nhiều giá trị như vậy thì mình hy vọng rằng là trong câu chuyện tối hôm nay chúng ta sẽ không nhìn nó chỉ dưới góc độ là tại vì tôi là cha mẹ cho nên là tôi phải kiểm soát cơn giận. Mình không có muốn chúng ta gắn cái gọi là cái tâm thức làm cha mẹ vào những cái chuyện mà theo kiểu như là tại lỡ làm cha mẹ rồi cho nên là phải ráng. Thực ra khi mà tiếp nhận câu chuyện theo kiểu đó mình vẫn cảm thấy bất kham lắm phụ huynh, mà hãy chúng ta hãy đón nhận cái câu chuyện này với một cái tâm thế khác rộng hơn, đó là thực sự đây là một phong cách sống. Cái việc mà kiểm soát bạo lực, cái việc mà chúng ta điềm nhiên với những cái tình huống mang tính kích động với các con, nó là một cái phong cách sống. Và đứa trẻ lúc này trở thành một cái người bạn cùng học với chúng ta, kiểu như ông bà mình nói là sinh con rồi mới sinh cha đó, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, có nghĩa là nhờ sinh con ra mà chúng ta được trải nghiệm những cái tình huống này. Và đứa con trở thành một cái gọi là một cái tình huống dạy học, đứa con trở thành một người bạn cùng học và chúng ta học những cái bài học trong cuộc sống cùng nhau. Thì đó là cái gọi là cái chia sẻ đầu giờ mà mình rất là muốn được phụ huynh gọi là đón nhận, để chúng ta có một cái câu chuyện nó
nó thoải mái hơn, và chúng ta nhìn nó vào trong cái sự ứng dụng là rộng hơn cả cái việc dạy con về cái câu chuyện là kiểm soát bạo lực. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cái khảo sát nhỏ phụ huynh ha, nó cũng giống như những lần gặp nhau trước đây, là chúng ta cũng sẽ có một cái khảo sát nhỏ đi để chúng ta tự đánh giá lại vấn đề của mình xem như thế nào. À, xin mời phụ huynh chúng ta sẽ đến với menti.com, vẫn là một cái công cụ rất là cũ thôi. Cái công cụ này là trước hôm trước là cô Nhi A cũng đã làm việc với phụ huynh một lần rồi. À, khi mà mọi người đăng nhập vào menti.com thì mọi người sẽ nhập một cái dãy mã code. Cái mã code của chúng ta là 26611183. Mời phụ huynh sẽ đăng nhập vào menti.com và có một cái code. Không biết là mọi người đã thấy được cái mã code chưa ạ? Em vẫn đang thấy rất rõ đó cô. Yeah. À, và mọi người sẽ trả lời một cái câu hỏi. Một cái câu hỏi, hôm nay là có một câu thôi, một câu để đánh giá lại sơ lược vấn đề thôi. Đó là cái sự nổi nóng, cái sự nổi nóng của chúng ta và cái xu hướng dập tắt người khác của chúng ta. Các anh chị đánh giá xem là thực ra đây là một cái nết, mình dùng cái từ bình dân mà bây giờ mọi người hay dùng với nhau đó. Thì đây là một cái nết mà công bằng mà nói là thực tế thì hồi chưa có con là mình cũng đã như vậy rồi. Mình cũng đã là một cái người khó kiểm soát cơn giận rồi. Hay là không, hồi xưa thân thiện lắm. Hồi xưa có thể là yêu chiều cả thế giới và cảm thấy cuộc đời hoa mộng cực kỳ. Nhưng mà từ ngày có con là phải nổi điên lên. Từ ngày có con là tự nhiên là không thể kềm chế được cơn giận của mình. Thì bây giờ chúng ta thuộc cái team nào trong hai team này? Xin mời phụ huynh sẽ cho đáp án. Chúng ta đang dần dần có những cái đáp án được ghi nhận lại rồi đây. Từ phía màn hình của mình, nó có thể khác nhau về tốc độ do đường truyền phụ huynh ha. Nhưng mà từ phía màn hình của mình là mình đang thấy là có 8 anh chị đã vào team before. Tức là hồi trước là tôi dạy rồi. Nói cho công bằng là từ ngày chưa sinh con, thậm chí chưa kết hôn luôn á, là mình đã làm vậy rồi. Là team thứ hai thì, à không, ký ức của em, ký ức của mình vẫn là một cái người hết sức là dễ thương, hòa đồng, êm ái, ôn hòa. Từ ngày có con bỗng dưng nó khác liền. Đang có 14 đáp án được ghi nhận à, 15 à. Mọi người cứ suy nghĩ cho kỹ và thành thật với bản thân thôi. Đó, để chúng ta xem coi là cái cuối cùng của chúng ta là chúng ta đang có cái tình hình như thế nào. Hiện giờ là trong trong cái room của chúng ta là đang có hơn 50 account. Trừ 2 account của MC và báo cáo viên ra thì mình cũng còn 4 mấy. Mình sẽ xem kết quả như thế nào nha mọi người. Không biết có lên được 20 không? Tầm khoảng một nửa. Tầm khoảng một nửa tham gia khảo sát đi rồi chúng ta xem tình hình như thế nào. Dạ. Yeah. 17 rồi. Trên màn hình là đang có 17 rồi. Ok, có thể có phụ huynh nào đó đang tham gia workshop và chúng ta cùng ngồi chung với con trẻ, cho nên có thể là các con sẽ thao tác màn hình. Mọi người chắc là nhờ bạn admin, bạn nào mà host, các bạn có thể khóa cái chức năng vẽ màn hình để cho phụ huynh không có bị phân tâm nha. Yeah, chúng ta đang lên 18 rồi, được rồi mọi người, cũng một nửa rồi đó, gần một nửa. Vậy thì câu chuyện nó đang như thế nào ạ? Rõ ràng là có những cái tình huống mà mình không có kiềm chế được cơn giận, tức là cái xu hướng bạo lực hoặc là cái hành vi bạo lực trong bản thân chúng ta. Ở đây thì vẫn là hơn một nửa các phụ huynh chọn nhóm before, tức là vốn mình là người như vậy. À, và như vậy thì khi vốn là người như vậy thì lúc này con trẻ chỉ là người mang đến tình huống để chúng ta bộc lộ cái điều đó thôi. À, và đôi khi là vì chúng ta đã không có chậm lại một nhịp để chúng ta phân tích căn nguyên của vấn đề, nên là lúc này các con sẽ tiếp tục nhận thêm những cái câu chuyện mới. Mà đây là trường hợp mà chúng ta hay nói là chuyện nọ sọ chuyện kia đó. Có nghĩa là thay vì chúng ta nhận ra vốn mình là một cái người khó kiềm chế thì chúng ta lại bắt đầu có thêm một dữ liệu mới là tại vì con mình lì. À, tại vì con mình không ngoan, tại vì ABCD. Và lúc này tất cả những cái sự tại đó chúng ta lại nghĩ rằng là khi mà muốn giải quyết là chúng ta lại giải quyết trên đứa trẻ.
Vậy thì bây giờ trong trường hợp này mà nếu như nó như thế, tức là chúng ta đang xác định sai đối tượng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta xác định sai đối tượng thì dĩ nhiên rồi là giải pháp đó sẽ không chính xác. Bởi vì rõ ràng lúc này cái đối tượng mà cần phải quán chiếu, cần phải thay đổi hành vi lại là phụ huynh chứ không phải là các con. Và như vậy thì muốn hay không thì đúng thật là cũng là từ chúng ta. Nếu như mọi người rơi vào nhóm 2 thì sao? Nếu mọi người rơi vào nhóm 2, mọi người sẽ nói ồ may quá, như vậy có nghĩa là thực ra vấn đề của mình là không phải tại mình đâu, tại con mình. Tại con mình chứ hồi mình chưa có con mình không có như vậy mà. Nhưng mà có thể là mọi người sẽ nói là trời ơi, cái cô Nhi A cổ luôn tẩy trắng cho trẻ con mà cổ không bao giờ nhận là trẻ con là những đứa trẻ đáo để hết á. À không, em vẫn nhận trẻ con có rất nhiều vấn đề. Nhưng trong trường hợp nếu như mọi người rơi vào nhóm 2, tức là mọi người nói trời từ ngày có con tôi nổi điên dễ sợ, vậy thì nó lại nằm trong câu chuyện khác. Đó là trong cái việc là chúng ta đã không chuẩn bị về cái sự hiểu biết tâm lý lứa tuổi của trẻ. Nếu như chúng ta ở nhóm 1 thì nó là cái câu chuyện mà cái căn tính của chúng ta nó như vậy rồi. Như vậy thì thực ra cái việc thay đổi lúc này là thay đổi tính cách của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta ở nhóm 2 thì lúc này chúng ta lại thay đổi một thứ khác thôi. Nhưng vẫn là chúng ta thay đổi. Đó là chúng ta sẽ phải thay đổi về cái vốn hiểu biết mà mình đã có về con của mình nói riêng và những đứa trẻ trong cái độ tuổi đó nói chung. Và nếu như mà muốn khắc phục nó trong tương lai thì phụ huynh sẽ phải đi trước một bước so với cái sự phát triển của trẻ. Ví dụ như hiện giờ con mình đang là mầm non thôi, khi chúng ta đang là phụ huynh của chuồng chuồng kim thì con mình là mầm non thôi, thì quý anh chị đã phải đi trước, đi gọi là đi tắt đón đầu á, đi trước đón đầu á, là đến cái ngày mà con mình vào tiểu học, đến cái ngày mà con mình tốt nghiệp tiểu học, đến cái ngày mà con mình lên cấp 2, đến cái lúc mà nó xem 500 anh em ở ngoài kia quan trọng hơn cha mẹ, thì sẽ có những chuyện gì xảy ra. Và chắc chắn rồi sẽ là những cái chuyện rất là bất như ý đối với phụ huynh. Sẽ là những cái câu chuyện mà phụ huynh không thích con mình có cái điều đó đâu. Nhưng những cái hành vi á, có một số nhóm hành vi nó thuộc về xu thế, nó thuộc về quy luật độ tuổi. Bây giờ các anh chị không thích làm một chuyện, nhưng mà trẻ con có thể làm chuyện đó hay không lại là chuyện khác. Cứ không phải là chuyện gì chúng ta không thích là con chúng ta sẽ không làm. Nếu như vậy thì câu chuyện này nó quá đẹp. À, nhưng mà nó sẽ xảy ra những cái tình trạng là vì con ở độ tuổi đó, vì con như thế cho nên con sẽ làm những việc mà ở độ tuổi trưởng thành của ba mẹ thì ba mẹ sẽ không hài lòng. À, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ phải đi trước để chúng ta biết rằng nếu như trường hợp đã xảy ra và không hài lòng thì mình còn phải làm gì. Như vậy thì nhóm 2 sẽ là cái nhóm phải đi, gọi là đi trước đón đầu. Nhóm 1 hơi cực một xíu, nhóm 1 sẽ phải làm cả hai việc, là làm cả cái việc thay đổi cái bản tính của mình. Và đôi khi phụ huynh cũng sẽ phải làm luôn cái phần việc của nhóm 2, là chúng ta sẽ phải có một cái sự chuẩn bị trước về, gọi là về đặc thù tâm lý độ tuổi của các con, về xu hướng hành vi xã hội của các con, để chúng ta có thể lường trước những cái tình huống đấy. Và khi mà chúng ta đã ở trong một cái tình huống chủ động của phụ huynh, có nghĩa là chúng ta đã ước lượng được điều đó rồi, chúng ta đã có một cái sự chuẩn bị nhất định rồi, thì chúng ta không có bị đánh úp. Và khi mà không đánh úp thì chúng ta mới có thể nói đến cái cụm từ đó là sự bình tĩnh và không bùng nổ. Thường chúng ta bùng nổ trong những trường hợp là chúng ta bị đánh úp, chúng ta bị bất ngờ và chúng ta lúng túng chưa biết làm gì, thì chúng ta sẽ thuận theo một cái diễn biến rất là tự nhiên trên, gọi là của trung ương thần kinh, đó là các cái đường dẫn truyền thần kinh. Thì ngay sau đây cô Nha sẽ nói về phần đó để chúng ta hiểu rằng là vậy thì muốn kiểm soát bạo lực chúng ta phải hiểu về bản chất của nó và nó nằm ở đâu đã. Rất là cảm ơn mọi người vì đã rất là chân thành trong cái khảo sát vừa rồi. Vậy thì bây giờ câu chuyện của chúng ta nó sẽ là cái câu chuyện mà mình cần hiểu về cái điều gì khi mà nói đến cái việc là kiểm soát bạo lực trong giáo dục gia đình. Thực sự thì nếu như mà có thời gian dài á, hoặc là chúng ta có nhiều những cái cơ hội khác, thì mình buộc phải nói rằng là đôi khi á, cái việc mà kiểm soát bạo lực trong giáo dục gia đình á, nó sẽ có một cái nội dung là nó không hề nằm trên đứa trẻ. Có nghĩa là và ở đây khi mà nói điều này là mình không có ý nói về cái việc đó là sự ảnh hưởng của cái chuyện đó là mình bị thế hệ trước nha, mà ở đây là đơn thuần ở đây là gì, là câu chuyện giữa người vợ và người chồng. Thời đại này thì cũng có những cái sự thay đổi nhất định, và đặc biệt là phụ huynh của chuồng chuồng kim thì mình cũng rất là may mắn khi mà thấy được những cái chất liệu cuộc sống gia đình của các anh chị khá là ôn hòa. Nhưng rõ ràng là bạo lực gia đình ở đây nó còn được hiểu ở một góc độ khác, đó là bạo lực của những cái người phối ngẫu dành cho nhau, tức là của người chồng và người vợ dành cho nhau. Có thể mọi người nói là tôi không bao giờ đánh con tôi hết, tôi không bao giờ chửi mắng đứa trẻ hết, nhưng mà tôi có chửi bạn đời, tôi có đánh bạn đời, hoặc là tôi có bị bạn đời đánh. Và mọi người nói nhưng mà tôi không có đánh con tôi thì đâu có sao. Dạ không ạ, nó vẫn rất là có sao nha, nó cực kỳ có sao luôn. Mặc dù là đứa trẻ là một cái đối tượng trong mối quan hệ này là không ai đụng chạm tới,
Và chúng ta nói rằng là chúng ta không hề đánh con, chúng ta không hề tổn thương đến con. Nhưng mà cái sự tổn thương đó là cha và mẹ dành cho nhau, thì điều này nó cũng có một cái sự tác động rất là khủng khiếp khác. Đó thì nếu như mà có nhiều thời gian thì chúng ta cũng phải lưu ý luôn về cả cái câu chuyện là giao tiếp giữa vợ chồng. Thì từ đó nó mới có được một cái cơ sở để chúng ta nói với nhau về cái việc là ứng xử với đứa trẻ. Nhưng mà câu chuyện này nó rộng lắm phụ huynh. Cô Nhi A nói hồi cô Nhi A cũng sợ mọi người bị đuối nữa. Cho nên là tạm thời mình quay về đứa trẻ của chúng ta đi ha. Thì đối với đứa trẻ của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái gì? À, đây là một cái thực nghiệm. Mình không biết là mình đã từng chia sẻ với phụ huynh của Chùa Chuồng Kim chưa ta? À, bây giờ chúng ta sẽ comment đi phụ huynh. Chúng ta sẽ comment trong khung chat. Phụ huynh nào đã từng được nghe hoặc là đã từng được biết từ mình hoặc là từ một ai đó về cái thí nghiệm hạt cơm biết nghe này chưa ạ? Mọi người có thể comment yes or no, tức là đã nghe hoặc là chưa từng nghe. Mình sẽ đợi mọi người phản hồi cho mình nha, là mọi người đã bao giờ đã nghe rồi. Chị Hạnh, chị Thủy Nguyễn đã nghe rồi. Bạn Khắc Trình là chưa có nghe. Có phụ huynh có biết, có phụ huynh thì vẫn có phụ huynh chưa nghe. Và số lượng là cứ xem nhau luôn đó mọi người. Số lượng là chúng ta cứ gọi là 50-50. Và mình sẽ chia sẻ lại cái thí nghiệm này. Đây là một cái thí nghiệm mà nhìn từ cái hũ nhựa đó là phụ huynh thấy là nó được làm tại Việt Nam nha. Đây là một cái thực nghiệm được làm tại Việt Nam. Nhưng mà cái nguồn gốc của cái thực nghiệm này là nó đến từ Nhật Bản. Cái nguồn gốc của thực nghiệm này nó lại không đến từ một nhà giáo dục mà nó đến từ một nhà sinh vật và chuyên nghiên cứu về vi sinh vật và các cái phản ứng hóa sinh. Thì ông mới làm cái thí nghiệm này và kết hợp trong cái việc đo đếm kết quả thí nghiệm là ông đo đếm cùng với một cái nhà vật lý nữa. Thì người ta mới làm cái thí nghiệm này dựa trên đúng cái mô gọi là cái mô tả của hai nhà khoa học đó tại Việt Nam. Thì đây là kết quả của một trường học trường đó cũng tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và các bạn ấy là các bạn ở nội trú. Và những bạn mà làm cái thí nghiệm này là các bạn đang học lớp 8. Các bạn đang học lớp 8 nội trú. Thì các con được yêu cầu làm thí nghiệm như sau. Đó là mỗi một em như vậy là được phát hai cái hũ nhựa, là đúng hai cái hũ mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Và có 60 em. Đợt đấy khi mà nhà trường tổ chức làm cái thực nghiệm này là có 60 em tham gia làm thực nghiệm. Thì 60 em, mỗi em được phát hai cái hũ nhựa. Và ở bên ngoài là các em ghi một chữ ghét và ghi một cái chữ yêu như vậy. Sau đó thì người ta mới phát cho mỗi một em như vậy, đó là vài muỗng cơm vào trong từng cái hộp. Và cơm này là được nấu từ một cái nồi thôi, có nghĩa là không có khác nhau về gạo hoặc là về nguồn nước gì hết á. Thì mỗi một em như vậy là được phát một ít cơm vào trong hai cái hũ đó và rót vào trong đấy một chút xíu nước. Và sau đó là vặn cái nắp lại. Và các em được yêu cầu là trong vòng 15 ngày. Tại vì các em ở nội trú á, cho nên là cái việc quản lý và thực hành nó cũng rất là đồng với nhau. Các em được yêu cầu là mỗi sáng thức dậy thì tụi con sẽ nói chuyện với hai cái hũ cơm. Nếu như mà với cái hũ yêu á, thì tụi con sẽ nói về những lời tốt đẹp. Tụi con sẽ nói những lời cảm ơn. Nhưng mà phải rất là lưu ý về hơi thở. Phải rất là lưu ý về hơi thở, về cao độ giọng nói. Tức là chứ không chỉ đơn giản đó là nói, cái ngôn ngữ nói là yêu thương đâu. Mà các em đó còn được yêu cầu là ví dụ như là khi nói về cái tốc độ rồi cái giọng nói là có một cái âm thanh to hoặc là nhỏ như thế nào cho từng cái kiểu nói. Thì với những cái hạt cơm mà ghi chữ yêu thì cái tông giọng đó là cái tông giọng vừa nghe rõ chữ, và đặc biệt đó là cái gọi là cái biểu cảm ngôn ngữ là một cái biểu cảm mà giống như là đang nói với người thân của mình vậy đó. Và cái nội dung thì các con sẽ nói những lời cảm ơn hoặc là kể một câu chuyện vui, kể một cái câu chuyện vui cho cái hũ cơm đó nghe. Và coi hũ cơm đó nó giống như một người bạn thực sự của mình. Nó giống như một cái đứa bạn mà nó ngồi nó nghe mình tỉ tê tâm sự vậy đó. Và chỉ làm điều đó trong vòng khoảng 2 phút cho đến 3 phút thôi. Rồi đóng cái nắp lại để đó và cầm cái hũ ghét lên. Với cái hũ ghét thì phải nói thật là ghét. Có nghĩa là thứ nhất là về nội dung ngôn ngữ là phải chửi rủa, phải chê bai, phải mắng nhiếc nó. Hoặc là kể một câu chuyện mà mình rất là tức giận và mình nhìn nó là mình quạo theo. Và cái tông giọng là phải rất là khó chịu, tông giọng to, to nhỏ là tùy, nhưng mà đó phải là một cái giọng của sự giận dữ. Đó phải là một cái giọng của cái việc đó là gằn từng giọng và có những cái biểu cảm cơ mặt đi kèm theo đúng cái kiểu là mình đang thực sự muốn chửi một cái đứa luôn. Thì cũng chỉ trong khoảng 2 đến 3 phút thôi. Có nghĩa là mỗi một buổi sáng các bạn thức dậy là các bạn phải tốn 5 phút cho cái hoạt động này. Xong đóng cái nắp lại để đó.
sau 15 ngày trôi qua, tức là 2 tuần, thưa phụ huynh, thì người ta kiểm tra kết quả. Thì người ta đây là có cô Nhi A trong đó, cho nên là cô Nhi A rất là gọi là rất là tự tin chia sẻ cái đáp án này. Thì chúng tôi thu lại 60 mẫu. Thì chúng tôi nhận ra được một cái kết quả là có 2 mẫu là bị lỗi. Bị lỗi là lỗi so với 58 mẫu thôi. Lỗi ở đây có nghĩa là cái sự lên men của hai hũ đó nó na ná nhau, mà không có phân biệt được cái sự khác nhau. Nhưng mà 58 mẫu còn lại, tức là mỗi một mẫu là hai hũ nhựa như thế này, là nó y chang như cái hình mà chúng ta đang xem. Dĩ nhiên là cái vết, gọi là cái vết mà thâm nâu, cái màng màu đen ở bên trên đó phụ huynh, thì nó có thể là rộng hẹp khác nhau trong mỗi hũ, nhưng mà cái cơ chế lên men nó tạo ra hai cái màu là y hệt nhau như thế này, theo cái dạng này. 58 mẫu tương đồng với nhau về kết quả. Thì khi mà chúng tôi mở cái hũ ghét ra đó, thì cái hũ ghét nó luôn bị lên men với một cái mảng màu màu xám, nâu, đen. Và đặc biệt đó là cái nước ở trong đó là nó bị nhờn nha. Thì nếu như mà xét dưới góc độ phản ứng sinh hóa thì nó bình thường thôi, tại vì tinh bột rồi để trong hũ kính rồi có thêm một tí nước thì cái việc lên men là bình thường. Nhưng mà cái men đó là cái men rất là nhờn, nó nhờn nhờn, và cái mùi của nó rất tăm, cái mùi cực kỳ tăm. Còn cái hũ yêu ấy, khi mà mình mở ra thì nó cũng lên men, thì nó phải lên men thôi, bởi vì đây là cơ chế tự nhiên mà. Nhưng mà cái màu của nó là cứ trắng ngà ngà vậy đó. Và cái gọi là cái mùi mà nó thoát ra từ những cái hũ mà ghi chữ yêu á, là một cái mùi mà nó chua chua. Dĩ nhiên là nó không có ngon lành giống như mùi cơm rượu đâu, nó không ngon đến mức đó, nhưng mà nó chua một cái mùi dễ chịu, tức là nó không sộc vào mũi mình với một cái cảm giác rất tanh. Và điều đó thì nó chứng thực được cái nó chứng thực được với cái gọi là cái thông tin, cái mô tả mà đã lấy từ Nhật Bản của nhà vi sinh vật Kyoto. Thì chúng ta thấy cái điều gì ở đây, và ngay từ trong cái thực nghiệm đó, tại sao mà mình cùng với các đồng nghiệp tiến hành cái thực nghiệm này, bởi vì mình muốn chứng minh rằng là trên cả cái câu chuyện về đạo đức, trên cả cái câu chuyện về sự khỏe mạnh tâm lý, thì ở đây ngay từ việc sống âm là một, và cái gọi là cái sự lan tỏa sống âm cùng với cái việc tiếp nhận ở não bộ với năm giác quan của con người về những cái kiểu thông tin, một là mang tính đe dọa, phủ bỏ, hai đó là một cái kiểu thông tin mang tính kết nối, thì rõ ràng là nó đã tạo ra những cái hiệu ứng rất khác nhau về mặt khoa học tự nhiên. Có nghĩa là ở đây Khoan hay nói về lòng yêu thương vô bờ bến, hay là bàn về sự tổn thương tâm hồn, những cái tổn thương mà chúng ta khó thấy bằng mắt thường á, thì trước hết đó là những cái diễn biến nó đã diễn ra theo kiểu là sự ảnh hưởng của sóng âm. Nó đã có thể làm cho vật chất biến đổi theo những cái kiểu rất là khác nhau. Và đây là một cái kết quả được thực nghiệm và được chứng minh dưới góc độ sinh học và vật lý, chứ không chỉ đơn thuần đó là tâm lý. Thì từ đó chúng ta thấy rằng là vậy thì từ khoa học xã hội hay là khoa học chính xác, người ta đều thấy rằng là cái ngưỡng nào là cái ngưỡng nghe mà lý tưởng. Và cái thứ hai đó là trong cái tương tác con người với con người, thì chúng ta đều có ngưỡng mà. Tại sao một con chó, ví dụ như ở đây là chúng ta nuôi thú cưng ở nhà đi, thì tại sao con chó hoặc con mèo đi, thì tại sao khi mà chúng ta nói bằng cái tông giọng đó, không cần biết là chúng ta nói ngôn ngữ gì, chúng ta nói nội dung gì, nhưng mà chỉ cần chúng ta quát lên hoặc là chúng ta đanh mặt lại, biểu cảm của cái con thú nuôi đó nó cũng khác, biểu cảm của vật nuôi đó nó cũng khác. Là ở đây nó nhận ra những cái tín hiệu an toàn hay không an toàn, nó đến từ gì ạ? Nó đến từ cao độ giọng nói, nó đến từ cơ mặt của chúng ta, và điều đó nó được năm giác quan của chúng ta ghi nhận và đẩy thông tin về trung ương thần kinh. Nhưng mà bên cạnh đó là giao tiếp giữa chúng ta với con, là giao tiếp giữa con người với con người cùng một ngữ hệ. Cho nên lúc này những gì mà chúng ta nói với đứa trẻ trong cái lúc nóng giận á, nó lại liên quan đến việc hiểu về ý nghĩa xã hội nữa. Có nghĩa là giữa cái việc là mình nói con ơi với cái việc mình nói tại sao mày lại như vậy, là tự nhiên đứa trẻ nó cảm như cái vị thế cá nhân nó khác liền. Cái đại từ nhân xưng đó nó làm cho đứa trẻ ngay lập tức có một cái sự gọi là định nghĩa khác về bản thân, định nghĩa lại về cái mối quan hệ này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là sự bạo lực đó, nó đến từ bạo lực thể chất lẫn bạo lực tinh thần. Và ở nhiều góc độ khoa học thì người ta đã chứng minh rồi. Dĩ nhiên bạo lực là cái không có được khuyến khích. Tuy nhiên, kiểm soát nó không dễ. Cái vấn đề chỗ là ok, bây giờ ngồi đây là củng cố với nhau về niềm tin là bạo lực là cái không cần và không nên xảy ra. Nhưng mà cái quan trọng ở đây làm sao để nó không xảy ra thì mới là cái câu chuyện chính. Vậy thì bây giờ mà mình muốn nó không xảy ra thì mình phải hiểu nó bắt đầu từ đâu. Bây giờ muốn biết nó, gọi là muốn không cho nó đến thì phải biết là nó đến từ đâu thì mình bắt đầu chặn nguồn nó. Thì đầu tiên người ta thấy rằng là cảm xúc nó cũng như những cái trạng thái tâm lý khác thôi, nó vẫn phải có cơ sở từ xử lý trung ương thần kinh. Nó vẫn có những cái gọi là những cái sự chỉ huy từ trong cái điều kiện sinh học của chúng ta.
Đầu tiên đó là gì? Đó là cái vùng gọi là cái vùng chịu trách nhiệm về cảm xúc của chúng ta trên não bộ. Là có một cái vùng như thế. Trên não bộ bên cạnh những cái vùng chức năng về ngôn ngữ, về không gian, về nghệ thuật, về toán, thì nó cũng sẽ có một vùng chức năng chịu trách nhiệm chính trong cái việc là tải các cái cảm xúc và nhận diện các cái cảm xúc, cũng như là đưa ra những cái cảm xúc phản ứng trong từng tình huống để đảm bảo cho cái sự tồn tại của con người. Và toàn bộ cái khu vực này thì người ta gọi là hệ viền ha, người ta gọi là hệ viền, còn gọi một cái tên khác đó là hệ limbic đó. Thì trong cái hệ viền này nó sẽ có ba cái đối tượng chính mà khi người ta bàn về sự rung cảm ở các cái kiểu khác nhau thì nó sẽ có trách nhiệm tạo ra cái sự rung cảm đó, ví dụ như là hạch hạnh nhân, thể chai và hồi đai. Tối hôm nay thì cô Nhi A không có muốn mọi người nhức đầu, với lại là nếu như mà hiểu cho kỹ nữa thì chúng ta cũng không đủ thời gian, cho nên mình tạm để cái hình ở đây. Phụ huynh nào mà thực sự hứng thú thì mình có thể là tìm hiểu thêm, và thông tin nó cũng không có thiếu đâu mọi người, nó vẫn rất là nhiều. Như vậy thì cái hệ viền này là cái hệ viền chịu trách nhiệm về não bộ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải nói đến cái cơ chế làm việc của não. Cái cơ chế làm việc của não là rõ ràng là nó là một cái khu vực mà chúng ta có thể thiết lập các đường dẫn truyền thần kinh để tạo ra phản xạ có điều kiện. Có nghĩa là nếu như mọi người nói là tôi quen với cái chuyện nóng giận rồi, thì bây giờ mình xác lập một cơ chế mới thôi. Vấn đề là nó lâu, xác lập nó lâu, bởi vì khi mà mình hiểu rằng là nó có cơ sở từ não bộ, thì tức là cái cơ chế làm việc của não bộ cho phép chúng ta xác lập các cái phản xạ có điều kiện. Và như vậy thì bạn rèn thôi, bạn rèn thì sẽ được. Cái quan trọng ở đây là chúng ta đã rèn không tới, kiểu như tu mà chưa tới mọi người, vụng đường tu á. Mà thật sự nha, nhìn ở cái góc độ bạo lực đó, là mình vẫn hay nói với đồng nghiệp và hay nói với cả sinh viên và phụ huynh nữa, đó là cái hành trình dạy con thực sự là một hành trình tu tập. Nó nhìn ở góc độ nào đó đúng thật là dạy con là một hành trình tu tập thực sự luôn, riêng với cái việc bạo lực này là đúng luôn á. Có một phụ huynh gửi cho chúng ta một cái thông tin luật trí não cho trẻ em rất là hay à, và cho người lớn nữa nha mọi người, đọc cho trẻ em xong nhớ đọc cho người lớn nữa nha, để chúng ta cũng là người thực hành nha, vấn đề ở chúng ta mà. Rồi, và cái thứ hai đó là gì? Đó là những cái cảm xúc của chúng ta nó không tồn tại độc lập, ví dụ như sự nóng giận, sự sợ hãi, sự lo âu của chúng ta nó không tồn tại độc lập, bởi vì não bộ của chúng ta nó là một khối thống nhất và nó luôn có những cái sự liên quan kết nối với nhau giữa các cái vùng não bộ. Cho nên từ đó sẽ là gì? Nếu như cảm giác nóng giận và sợ hãi mà nó được kích hoạt thì bây giờ ngay lập tức nó kích hoạt cái vùng ngôn ngữ để chúng ta buông ra những cái lời, ví dụ như là lời mắng nhiếc. Rồi nếu như mà cái sự nóng giận đó mà ngay lập tức nó kích hoạt mà chúng ta lại chưa hề có cái sự rèn luyện để phản xạ có điều kiện của chúng ta lúc này là một phản xạ tích cực á, thì nó có thể kích hoạt cái vùng vận động. Và khi nó kích hoạt cái vùng vận động thì có thể ngay lập tức chúng ta lấy chổi chà, chúng ta lấy cán chổi, chúng ta lấy một cái gì đó quất đứa không kiểm soát, kiểu như thế, hoặc là giơ tay lên bạt tay con. Vì sao? Bởi vì vốn chúng ta không rèn nó làm một cái phản xạ có điều kiện thì bây giờ nó sẽ thuận theo cái sự tự nhiên kích động ở trên não mà nó làm việc thôi. Ha? Còn nếu như mà chúng ta đã rèn rồi và chúng ta đã thiết lập nó như một phản xạ có điều kiện rồi thì tại thời điểm đó mình biết rằng là mình sẽ làm gì. Mình biết rằng là bây giờ giữa những cái hành vi đó thì mình nên chọn cái hành vi nào, mình đủ bình tĩnh để mình chọn. Còn nếu như mọi người nghe câu chuyện này cho vui á, kiểu như là thì tại dịch rảnh quá nhà không có chuyện gì làm thì cũng vô một cái hội thảo online như vậy rồi nghe cho vui thôi. Thì nghe mấy bà cô rồi mấy bà mà tự xưng là chuyên gia rồi nói vậy thôi, nghe cho biết vậy thôi. Còn lại thì tôi thấy cuộc đời tôi nó không vậy, tôi muốn làm gì tôi làm. Thì thực sự đúng thật đó là lúc đó chúng ta không thiết lập được phản xạ có điều kiện đâu. Và không phải tự dưng mà hồi nãy mình vừa mới nói tức thì với phụ huynh đó là dạy con là một hành trình tu tập đâu, tu thiệt với mọi người. Cho nên là nó sẽ không có một cái thành quả nào mà tự dưng mà nó tới hết nếu như nó không thuộc về cái phẩm cách trước đó của chúng ta. Cho nên là ở đây mình chỉ khi mà mình nói về cái cơ sở gọi là cái cơ sở sinh lý về hoạt động của não bộ đối với cảm xúc á, thì mình chỉ muốn nhắc một điều vậy thôi là chúng ta làm được. Thật ra khi mình đưa ra cái gọi là cái dẫn chứng này, mình đưa ra cái gọi là cái căn cứ này chỉ để làm cho chúng ta tin rằng là thực ra nó không có mơ hồ. Chúng ta làm được, có điều là làm nó khó chứ nó không có dễ nha, nhưng mà làm được, bởi vì rõ ràng là não bộ cũng có quy luật hoạt động của nó và chúng ta có thể thiết lập lại được các cái đường dẫn truyền thần kinh khi chúng ta gặp những cái tình huống tương tự nhau mà. Đó, kiểu như vậy. Thì chúng ta lưu ý điều giống như vậy là mọi người, kiểu như là cái thời mà chúng ta sinh ra thì chắc là đèn giao thông cũng có nhiều rồi. Nhưng bây giờ mọi người cứ hình dung về cái thói quen đi.
về một cái thói quen tham gia giao thông. Hồi xưa giờ đường là đường thì cứ có đường là tôi đi thôi. Khi mà chúng ta chưa có phát triển giao thông gọi là giao thông hiện đại đó thì có đường là tôi đi thôi, còn đèn xanh đèn đỏ đèn vàng kệ chứ, tôi đâu quan tâm. Nhưng mà nếu như sau đó chúng ta bị áp dụng cái điều đó, rồi chúng ta được kiểm soát cái điều đó, thì ban đầu chắc là cũng sẽ có những người bị quên, là quên thiệt á, là quên theo kiểu là cứ có đường là đi, còn nó đèn gì không quan tâm. Cũng có nhiều người quên theo kiểu như là tôi không thích thay đổi thói quen nên tôi cố tình. Nhưng nếu như mà chúng ta rèn thì đến một lúc nào đó cái hành vi đó nó rất là tự nhiên luôn. Tự nhiên đi tới ngã tư gặp đèn báo giao thông là tự mình nên làm gì, mình nên chạy chậm chậm lại, hay là mình tranh thủ mình tăng tốc mình qua luôn vài giây cuối cùng, hay là mình dừng lại, hay là mình đi tiếp một cách bình thường. Thì đó, nó cũng phải qua một cái quá trình mà đó. Cho nên là chúng ta lưu ý điều này để mình thấy rằng là thực sự là mình làm được. Ok, cảm ơn mọi người khi đến cái phần này ha. Có nghĩa là chúng ta có những cái cơ sở sinh lý của cảm xúc chứ không phải là không. Và đây, ba cái vùng này là ba cái vùng phản, gọi là phản ứng trước những cái tình huống mà cảm xúc nó sẽ đi đôi. Ví dụ như là não sau, tức là tiểu não, não bò sát đó mọi người. Thì nó sẽ chủ yếu là xử lý những cái vấn đề thuộc về nỗi sợ, nỗi sợ, nỗi bất an. Và nó gắn theo đó là những cái biểu hiện sinh học. Ví dụ như là tim đập nhanh, cảm giác sợ hãi, cơ co rúm lại đó. Khi mà di chuyển lên tới não thú thì bắt đầu não thú đã có những cái cảm xúc nó phong phú hơn, và nó cũng gọi là nó cũng chất lượng hơn. Đó là việc mà có được cái phản ứng với cái chuyện là muốn tìm kiếm những cái cảm xúc vui, muốn tìm kiếm những cái cảm xúc mà ở đó kết nối với một cái gọi là với một cái chủ thể khác ha, tránh xa cái sự cô đơn đi. Ở đó là cái việc mà đã bắt đầu nghĩ tới cái việc là mình nên làm gì trong trường hợp này. Nhưng chủ yếu thì nó vẫn rất là tự nhiên. Đó là phần não giữa. Và cái phần não trước là cái phần não mà ở đó nó cho con người ta hoạt động theo kiểu tư duy logic và biết phân tích vấn đề. Như vậy thì thông thường á, cái bẫy của chúng ta trong những tình huống không hài lòng về con của mình á, là thường chúng ta đang dừng ở phần 1 và phần 2. Có nghĩa là khi đứa trẻ làm một cái điều gì đó mà mình không vui, mình không ưng, thì một là mình quạo, tức là mình kích động cái cơn giận dữ. Cái sự sợ hãi, có sự sợ hãi nha, kiểu như sợ con mình hư, sợ con mình nghiện smartphone, sợ con mình không có ngoan, sợ con mình đủ thứ chuyện hết, tức là một nỗi sợ. Và từ đó mình bắt đầu gọi là muốn đi tìm kiếm cái sự bù đắp và muốn thay đổi ngay lập tức hành vi của đứa trẻ. Thì chúng ta sử dụng cái sự bệ vệ của người lớn. Chúng ta sử dụng cái gọi là cái sự áp đảo quyền năng của bề trên đó. Và từ đó có thể là chúng ta sa lầy vào cái việc là chúng ta trấn áp đứa trẻ. Nhưng nếu như mà mình đủ bình tĩnh thì thông tin nó di chuyển đến cái vùng não trước á, thì chúng ta bắt đầu nhìn ra là tại sao đứa trẻ nó như vậy, tại sao nó đổ nước đầy nhà, tại sao nó lại khóc ré lên như thế này, tại sao con lại xé một cái món đồ mà thực ra nó không phải là đồ chơi. Và khi mà chúng ta nhìn ra được cái tương quan giữa lý do mà nó làm điều đó thì chúng ta sẽ thấy được cái giải pháp là gì. Nhưng mà nó lâu. Cái vấn đề là để thông tin ra được tới não trước là nó lâu, mà muốn ra tới não trước là phải bình tĩnh. Thì thông thường chúng ta không có bình tĩnh, cho nên là chúng ta đã chốt đơn rất là sớm rồi. Và cái việc chốt đơn sớm thì hoặc là chửi, hoặc là khóc, hoặc là đánh, hoặc là ba mẹ cảm thấy buồn khổ vô tận vì con mình nó làm sao á. Và điều đó đương nhiên nó cũng không tốt luôn. Cho nên không có tự nhiên mà người ta hay khuyên chúng ta là hãy bình tĩnh đó. Thực ra bình tĩnh ở đây không phải là để mình ráng đâu, mà bình tĩnh là để thông tin nó kịp di chuyển vào các cái vùng não khác, để chúng ta bật được cái chế độ tư duy logic và chúng ta giải quyết và phân tích vấn đề đó. Nó có lý do hết à. Nếu như mà nhìn từ góc độ về giải phẫu sinh lý thần kinh là những cái lời khuyên này là nó có cơ sở hết, chứ cũng không phải là những lời khuyên mang tính đạo lý đâu thưa phụ huynh. Rồi, vậy thì bây giờ khi mà tôi gọi là tôi quạo với con tôi thì được không? Được. Đây là một cái điểm mà mình rất là muốn được làm sáng rõ, bởi vì nó đã có quá nhiều những cái sự gọi là ngộ nhận của phụ huynh. Chúng ta làm cha mẹ chúng ta được quyền giận nha mọi người. Chúng ta được quyền giận con mình. Chúng ta được quyền buồn con mình. Chúng ta được quyền cảm thấy gọi là thất vọng về con mình. Tất cả những cái cảm xúc này là những cảm xúc mà không có cần phải dập tắt. Thường mọi người hay bị trăn trở vào một cái hình mẫu. Một cái hình mẫu mà nó được xây dựng bởi một cái sự hiểu lầm là chúng ta cho rằng là cha mẹ mà gọi là cha mẹ thân thiện và cha mẹ không có bạo lực với con phải là cha mẹ lúc nào cũng vui. Dạ không đúng. Cha mẹ mà lúc nào cũng vui là cha mẹ bị hưng cảm quá đà. Mà hưng cảm quá đà nó cũng là một dạng tâm bệnh nha mọi người. Chúng ta có trầm cảm thì chúng ta cũng có hưng cảm nha. Cái gì quá nó cũng không tốt hết á.
Cho nên là ở đây chúng ta không cần phải 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 tự ép mình vào một cái khuôn là cứ làm cha mẹ là phải vui vẻ với con. Dạ không ạ, được buồn ạ. Thậm chí là chúng ta thông báo cái nỗi buồn đó cho đứa trẻ luôn. Chúng ta thông báo cái sự thất vọng đó cho đứa trẻ luôn. Bởi vì đó cũng là một cái cách rất là tốt để dạy con về cảm xúc ạ. À, có những bạn nhỏ không bao giờ được nghe ba mẹ mình nói cái câu là mẹ đang buồn, hoặc là mẹ đang rất thất vọng, hoặc là mẹ đang rất là lo lắng, mẹ đang bất an, mẹ đang cảm thấy hụt hẫng về một ai đó. Thường là chúng ta không nói với con mình kiểu đó. Cho nên khi mà trẻ lớn lên theo ngày tháng đó, mọi người, đứa trẻ cũng không diễn tả được cảm xúc của nó là gì luôn đó. Nhưng mà đó là câu chuyện về giáo dục cảm xúc, nó lại là một câu chuyện khác nữa, có liên quan thôi nhưng mà nó là chuyện khác. Vậy thì ở đây mình chỉ muốn nói với mọi người rằng là cảm xúc nó luôn xuất hiện và nó luôn tồn tại trong mọi tình huống giao tiếp. Vậy thì nếu như mà phụ huynh cảm thấy mình giận con mình, được không? Được. Phụ huynh cảm thấy bực con mình, được không? Được. Phụ huynh cảm thấy rất là bất an với con mình, được không? Được. Và hãy ghi nhận lại trọn vẹn những cái cảm xúc đó. Đừng có dập tắt nó. Nhưng không được hành động khi chúng ta vẫn chưa ổn định về cảm xúc. Đó. Bây giờ muốn kiểm soát bạo lực, muốn thực hành về kỷ luật tích cực, thì phải nhớ rằng là chúng ta không được hành động vội vàng. Bởi vì khi chúng ta hành động vội vàng thì lúc đó chúng ta vẫn chưa phân tích được sáng rõ vấn đề. Và như vậy thì mình cứ để mình buồn vậy đấy. Mà đôi khi nó có lợi ở chỗ này nè. Khi mà phụ huynh đang giận á, phụ huynh cứ để cho phụ huynh giận, mình cứ để cho mình giận như vậy đó, mà mình đừng có làm gì tại cái thời điểm đó hết á, thì thực ra chính cái việc chúng ta không làm gì nó cũng là một cái gọi là nó cũng là một cái khoảng thời gian để đứa trẻ nó cũng tự calm down cái hành vi nó xuống. Thường đứa trẻ làm một cái điều gì đó và ngay lập tức nó nhận được cái phản ứng ngay luôn của phụ huynh về cái hành động đó của nó, thì thông thường trẻ có thể định nghĩa rằng ô đây là hành động mà mình kích động được cha mẹ nè. Tại vì trong số những cái nhu cầu của các con là có cái nhu cầu được quan tâm, có cái nhu cầu là chiếm spotlight. Cho nên mọi người có gặp cái tình trạng là có khách tới nhà, tự nhiên con mình nó không chơi trong phòng nó, nó cứ ra nó đứng xà nẹo kế mình vậy đó, rồi bắt đầu đem búp bê, đem Lego, rồi bày ra ngay trước mặt khách ngồi chơi vậy đó. Là để làm chi? Là để tỏa sáng, là để thông báo với mọi người là ê, con có mặt trên đời này nè, mọi người để ý tới con đi. Thành ra nếu như mà mình ngay lập tức mà mình phản ứng lại một cách rất là giận dữ á, và với những đứa trẻ mà có cá tính nha, đó là một dạng khoái cảm của nó đó. Đối với những bạn mà có cá tính, mà cá tính mạnh á, mà khi mà kích động được phụ huynh mình giận dữ là đối với các bạn ấy là một dạng khoái cảm đó. Và đến khi mà con lớn lên mỗi ngày thì câu chuyện nó còn bi kịch hơn nữa. Cho nên mình cứ bình thản và mình nhấm nháp cảm xúc của mình thôi phụ huynh. Và khi mà mình gọi là mình nhấm nháp xong rồi đó, mình hiểu là cái gì rồi đó, là cũng tự động lúc đó là chúng ta đã hạ nhịp tim, chúng ta đã thả lỏng được cơ thể và chúng ta cảm thấy mình đủ bình tĩnh để mình biết là nên làm gì với con mình tại thời điểm đó. Cho nên trong một cái trạng thái kích động về cảm xúc thì không nên làm gì cả, cứ ngồi đó và biết rằng là mình đang có cảm xúc gì thôi. Đó là cái lời khuyên rất là chân thành của mình trong cái việc là muốn kiểm soát bạo lực. Đây, thì thời gian nó không có nhiều cho nên là chắc là mọi người chơi game thì cũng không được. Đây là một cái gọi là đây là một cái công thức về mặt tâm lý mà mình sẽ nói với nhau là làm sao để tôi có thể có được một cái sự gọi là một cái sự tự nhiên cũng như là một cái hành vi đúng khi mà tôi ứng xử với những cái lần chưa ngoan của con mình. Thì đây là cái công thức của khoa học tâm lý đó là nếu như chúng ta muốn có một cái hành động nào đó mà nó trở nên gọi là nó trở nên bình thường, nó trở thành một cái nhóm năng lực ổn định của chúng ta, thì nó luôn phải đi qua một cái con đường đó là từ hành động ý chí rồi mới đến được cái hành động tự động hóa. Nghĩa là sao? Nghĩa là những lần đầu mà quý anh chị gọi là calm down được cảm xúc của mình, bình thản trước những cái tiếng khóc của con, rồi coi như là để có thể nói được một cái lời ngọt ngào với con khi mà cùng con xử lý một cái vấn đề khủng hoảng nào đó, nó phải có một khoảng thời gian nhất định. Khoảng một tuần là thấp nhất nha, ai mà đắc đạo sớm là một tuần, còn không là có nhiều người là phải một tháng, ba tháng, sáu tháng, chỉ để thực hành một cái việc đó là đấy là cái lúc mà mình phải rất là ráng, mình phải rất là gọi là phải rất là kềm chế bản thân, phải liên tục nhắc nhở bản thân là không được đánh, không được đánh, không được đánh. Có nghĩa là mình sẽ phải rất là kiên định và phải tập luyện trong cái giai đoạn đó, và giai đoạn đó gọi là hành động ý chí. Có nghĩa là đây là lúc mà phải gọi là phải rất là kềm chế bản thân mình ha, để mà mình gọi là mình không bị cứ kích động lên, rồi sau đó thì nó mới bắt đầu chuyển qua cái hành động tự động hóa.
Vậy thì mọi người phải hình dung, em lấy ví dụ như là con em đi, em lấy nhà em cho nó dễ. Tại sao bây giờ con em nó có khóc không? Dạ khóc chứ, con nít nào mà không khóc. Con em nó vẫn khóc và bạn ấy năm nay mới bắt đầu vào lớp 1 thôi nè mọi người. Có nghĩa là cũng vừa mới qua mầm non mới đây thôi chứ xa đâu. Nhưng mà thứ nhất là không thỏa hiệp được với mẹ cái gì khi mà con đang khóc. Cái thứ hai đó là bạn ấy khóc, thực ra một cái tiếng khóc của con em nó không kéo dài được 20 giây đâu mọi người. Nhưng mà nó phải khóc tại vì gặp một tình huống bất như ý thì nó là một phản xạ tự nhiên của con người mà. Còn hơn nữa đó là trẻ con nữa. Thì ví dụ như là con muốn cái gì đó mà con đòi cái gì đó mà nó vô lý đi. Nhưng mà lúc đó con vẫn muốn đòi mà mẹ không đáp ứng thì con vẫn khóc. Đó là phản xạ tự nhiên, nhưng mà cái tiếng khóc đó nó không có độ bền. Nó chỉ nó không quá 20 giây đâu là nó phải nín rồi. Và khi mà con em khóc thì em làm gì? Con của cô Nhi A khóc thì cô Nhi A ngồi ngắm con thôi. Ngồi ngắm và đưa ra một thông tin thôi. Con khóc xong mình nói chuyện. Tại con đang khóc nói mẹ không nghe. Mẹ không nghe, mẹ không hiểu. Mà mẹ không hiểu thì sao mẹ đáp ứng cho con được. Rồi xong đứng ngồi đó rồi ngắm nó tiếp. Nhưng để có được cái thành trì đó, thưa phụ huynh, để có được cái hình ảnh đó là cả một cái quá trình trước đó, là mình phải tự nhắc bản thân là không kích động, dừng lại, không kích động trong những năm tháng đầu đời của bạn ấy, để cho bạn ấy hiểu rằng tiếng khóc không phải là vũ khí để giải quyết vấn đề. Để bạn ấy hiểu rằng là khóc là mẹ mình không có giải quyết cái gì hết á. Muốn giải quyết cái gì thì phải nín khóc. Nhưng mà cũng đừng có ác nghiệt ở chỗ là bắt con mình nín liền nha. Mọi người hay bị cái mẫu câu đó kiểu như là nín giúp cho mẹ. Trời ơi sao mà giúp được mọi người. Mọi người thất tình, mọi người khóc cũng phải được một chứ. Thành ra là chúng ta lưu ý chỗ đấy ha. À, hành động ý chí rồi nó mới đến được cái hành động tự động hóa. Thì đó là cái gọi là cái, mình gọi là cái hành trình đó, cái hành trình để có thể là có được một cái phản ứng nó tích cực. Đó, chứ không thể nào mà ngay lập tức mà có liền được, không có liền được đâu mọi người ơi, đừng có đòi hỏi cái điều này. Cho nên ai mà chưa thì mình bắt tay vô làm vậy thôi. Còn mà mình thấy ai á mà rất là nhẹ nhàng với con của họ và những cái khủng hoảng giữa cha mẹ và con cái mà nó êm đềm dễ sợ, mọi người đừng có bị ám thị là con người ta nó ngoan hơn con mình, không có đâu. Cái gia đình đó cũng phải đi qua những tháng ngày giông bão rồi đó. Cái phụ huynh đó người ta cũng đã có một hành trình tu tập rồi thì người ta mới được đến cái đẳng đó. Như vậy thì mình đừng có tự ám thị rằng là không, con nít nó ngoan là nó ngoan, mà nó hư là nó hư, rồi đánh là đánh, còn không đánh là không đánh. Không, không có tự nhiên được mọi người. Trên đời này không có cái gì tự nhiên hết. Bản thân tự nhiên còn có những cái quy luật của nó mà, thì làm sao mà tự nhiên cho được. Cho nên là chúng ta lưu ý điều này để mình có thể gọi là sao ta, mình tự tin á, mình tự tin là mình làm được. Tức là mình phải cài trong tâm thức của mình một điều là ok, làm được, có điều làm hơi cực thôi đó. Nhưng mà nhờ làm cực cho nên làm cha mẹ nó mới có giá trị, đúng không? Chứ bây giờ làm cha mẹ mà ui nó dễ lắm, ai làm không được. Tính ra mình làm cha mẹ nó cũng không được vinh quang cho lắm đó. Cái vinh quang của cái nghề làm cha mẹ là chúng ta đang làm những chuyện rất khó đó mọi người, cực kỳ khó luôn. Ok, thì đó chính là cái cơ chế tâm lý của cảm xúc ha. Và đây, đây là những cái quy luật mà trời ơi, bây giờ mà nói hết 6 cái quy luật này thì chắc là tới sáng mai. Nhưng mà em chỉ muốn nhắc rằng là nó có những quy luật này. Nó có những quy luật này để chúng ta nhìn lại coi chúng ta rơi vào trường hợp nào. Đó là có những lúc chúng ta bạo lực với con mình mà thiệt ra vấn đề không hề nằm trên đứa con. Hoặc là vấn đề không hề nằm trên tại cái tình huống mà đứa con đang làm. Lấy ví dụ nha. Ví dụ trong vấn đề về quá khứ, có thể là cái việc sinh con nó không nằm trong kế hoạch của chúng ta. Cho nên ngay từ trong tiềm thức của chúng ta là chúng ta đã không muốn đón nhận đứa trẻ này. Đây là một cái câu chuyện mà nó có dấu hiệu của tâm bệnh luôn á. Cho nên em rất hy vọng là nó không rơi vào phụ huynh nào ở đây. Bởi vì để chữa lành nó cũng không phải là câu chuyện đơn giản. Nhưng nó có. Đó là ví dụ như là mình đã mang thai ngoài ý muốn. Hoặc là ví dụ như là con đã đến không đúng vào cái thời điểm mà mình mong chờ. Hoặc là ABCD gì đó. Hoặc là vì cái sự ra đời của đứa trẻ mà mình bị ảnh hưởng một cái mối quan hệ khác. Cái tự dưng ngay từ trong tiềm thức của chúng ta cài đặt rằng là gì? Đây là đứa trẻ tạo ra nguồn cơn của sự bất hạnh. Và từ đó chúng ta đã có một cái gọi là một cái dán nhãn vô hình lên con mình rồi. Và điều đó có thể dẫn đến những cái hành xử nó không đúng với đứa trẻ. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là đang quạo đồng nghiệp. Đang quạo đồng nghiệp và rất quạo ông sếp. Hoặc là mới kẹt xe ngoài đường về tới nhà thấy con. Thì thực ra đứa trẻ lúc này nó rất xui, là bởi vì nó tạo ra một tình huống để chúng ta trút giận. Mà cái sự trút giận này á, là trút giận lên người yếu thế. Thực ra cơ quan không thể đánh đồng nghiệp được, vi phạm nội quy tổ chức. Càng không thể đánh sếp được. Đánh sếp nó bất lợi lắm. Đi ra ngoài đường đánh nhau đương nhiên không được rồi.
Bởi vì mình cũng biết mình là người lớn mà ấm ức lắm, nhưng về nhà đánh con được. Tại vì thứ nhất con nhỏ nên quánh nó được. Cái thứ hai là gì, là thấy cũng ở văn hóa Việt Nam thì cái việc cha mẹ đánh con tự nhiên nó bị được bình thường hóa đó. Thành ra đứa trẻ lúc này nó phải hứng trọn vẹn những cái cơn thịnh nộ từ cái nơi khác di chuyển về. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là sự thích ứng. Sự thích ứng có nghĩa là đây đánh riết quen á mọi người. Đánh riết con nó cũng quen mà mình cũng quen, cái mình không thấy có vấn đề. À, và đặc biệt một điều đó là cái sự thích ứng này mà nó mang tính thế hệ nữa là càng bi kịch. Ví dụ như là chúng ta đã từng là những đứa trẻ. Chúng ta đã từng là những đứa trẻ và chúng ta không may được nuôi dạy bởi roi vọt hoặc là những cái kỷ luật không tích cực. Thì đến khi chúng ta làm cha mẹ đó thì nó có một cái, nó có một cái mức ảnh hưởng, đó là gì, là chúng ta luôn có xu hướng sao chép lại cái mẫu làm cha mẹ của thế hệ trước. Thực ra mọi người có kháng cự cũng không có được đâu mọi người. Chúng ta có kháng cự, chúng ta cũng không có kháng cự được điều này, bởi vì nó thuộc về cơ chế tâm lý rồi. Là chúng ta luôn có xu hướng là sao chép lại cái hành vi mẫu của thế hệ. Rồi, có một cái sự nhầm lẫn nào đó đúng không bạn kỹ thuật? Ok, quay trở lại. Thì chúng ta lưu ý là có thể là mình đã bị ảnh hưởng bởi cái phong cách làm cha mẹ của đời trước. Và một dạng ảnh hưởng thứ hai là đời trước đánh, cho nên là đời sau là mình gọi là mình lại không muốn đánh. Mình đã từng là đứa trẻ bị đòn trong quá khứ, cho nên bây giờ mình luôn tâm niệm rằng là mình mà có con mình không đánh con mình đâu. Thì nó cũng là một dạng nha mọi người. Nó cũng là một dạng bị ảnh hưởng của đời trước. Nhưng lúc này chúng ta ôm nỗi đau trong lòng, tại vì chúng ta chỉ có một cái sự nhắc nhở rất là gọi là rất là cơ học, theo kiểu như là không được đánh con, không được đánh con, không được đánh con. Nhưng mà không đánh con rồi làm gì? Làm gì với những cái vấn đề chưa ổn của con? Thì nó đòi hỏi chúng ta phải hành động. Và cái việc không đánh con lúc này nó được chúng ta ép bản thân mình làm. Và điều đó nó làm cho mọi người có không đánh con nhưng cũng không cảm thấy yên tâm. Đó, quy luật lây lan cảm ứng pha trộn nó đến từ những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống mà nó có thể ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta hành xử với đứa trẻ của mình. Kiểu như là vợ chồng đánh lộn với nhau, vợ chồng bực bội nhau, chúng ta có những điều không hài lòng về cuộc sống của mình. Và lúc này cái việc mà chúng ta trút cái cơn thịnh nộ lên trẻ hoặc là cái sự cuồng nộ về cảm xúc mà chúng ta dành cho trẻ, đôi khi nó không đến từ đứa trẻ. Thì chỗ này là chỗ mà mọi người phải rất là gọi là phải rất là tỉnh táo. Hoặc là chúng ta có một sự kỳ vọng nào đó trên con nhưng mà con không làm được cái sự kỳ vọng đó, thì bỗng dưng có thể con làm cái gì mình cũng bực bội. Đó, ví dụ như là mình muốn con mình phải học piano, mình muốn con mình là phải giỏi cái gì đấy, giỏi ngoại ngữ, mình muốn con mình phải rất là nhanh nhạy trong là toán, tư duy vân vân, nhưng mà con có con học gì cũng dở dở ương ít á. Và điều đó có thể làm cho mình vốn đã bắt đầu có những cái gọi là có những cái đánh giá không công bằng cho trẻ. Tức là chuyện nọ sọ qua chuyện kia đó, thì điều đó khá là nguy hại. Đây là một cái hình ảnh liên quan đến một cái thí nghiệm khá là nổi tiếng của Harlow. Đây là cái hình ảnh mà mọi người có thể đọc đi. Mình sẽ không có kể chi tiết bởi vì thời gian của chúng ta nó không nhiều á. Mọi người còn mình vẫn muốn được nghe những câu hỏi trực tiếp hơn. Thì mà các anh chị có thể là nốt lại cái thí nghiệm khỉ vải của Harlow, để mọi người lát nữa mọi người có thể đọc, hoặc ngày mai rảnh rảnh mọi người đọc cũng được. Dạo này chúng ta nghỉ ở nhà đó, chúng ta có thể đọc. Thì đây là cái thí nghiệm mà nó chứng minh rằng là nếu như được nuôi dưỡng bằng bạo lực và không có chút xíu một cái tương tác xã hội nào, tình thương nào, thì cái sự ảnh hưởng đến phát triển nó vô cùng khủng khiếp. Nó thực sự khủng khiếp. Và cái người mà khởi xướng nên cái kiểu mà nuôi dạy mà chỉ cần đáp ứng cái chuyện ăn thôi, còn bỏ qua các cái nhu cầu khác, là những cái nhu cầu bậc cao, tức là nhu cầu về được yêu thương, nhu cầu được khẳng định bản thân, thì nó có thể dẫn đến những cái nguy hại. Đó là Watson. Watson là cái người gọi là khởi xướng lên cái kiểu nuôi dạy mà chỉ cần cho ăn no thôi, không cần yêu thương, không cần ôm ấp gì hết. Thì cuối cùng là ông trả giá bằng đúng tương lai của những đứa con của mình, bởi vì Watson đã áp dụng cái cách đó lên trên con của mình luôn. Thì mọi người hãy dành thời gian để đọc cái này đi ha, cho mình tiết kiệm cái buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đi vào phần hỏi đáp. Đó là thí nghiệm khỉ vải của Harlow. Các anh chị có thể đọc cái thí nghiệm này, nó có đăng tải trên internet. Và đây là cái điều mà mình muốn nhắc mọi người, đó là trong cái câu chuyện mà kiểm soát bạo lực đó,
Thì thực ra làm sao để kiểm soát và làm sao để nhận diện được là vì sao đứa trẻ nó buộc mình phải xài bạo lực. Thì thứ nhất, trẻ chống đối bởi vì trẻ muốn thỏa mãn một trong năm nhu cầu ở ở trên cái màn hình mà mình chia sẻ, đó là một trong năm nhu cầu của Maslow. Tức là Maslow vẽ ra một cái tháp nhu cầu có năm bậc. Thì thường với trẻ em ở nhà chuồng chuồng kim thì cô Nhi A rằng tin rằng là bậc 1 và bậc 2 là về cơ bản các con đã được hoàn thiện rồi. Về cơ bản cái điều kiện để các con được thỏa mãn bậc 1 và bậc 2 là có rồi. Nhưng mà bậc 3, bậc 4, bậc 5 là ba cái bậc mà có thể là chúng ta chưa nhận ra và chúng ta cho rằng là trẻ không có đòi. Cho nên khi đứa trẻ đòi á, chúng ta đã có những cái hành xử đối ứng nó không có phù hợp và từ đó dẫn đến những cái cơn chống đối của đứa trẻ. Mà khi trẻ nó chống đối rồi đó thì mình có thể là xa lầy vào cái chuyện đó là dập tắt. Đó, và chính vì cái việc dập tắt đó này lại càng làm cho cái nhu cầu đó trở nên mãnh liệt hơn. Cho nên là chúng ta lưu ý điều này. Và đặc biệt một điều đó là cái kỷ luật tích cực đó, và gọi là kiểm soát bạo lực đó, là để làm gì? Là để cho cái nhu cầu bậc 3 và bậc 4 của trẻ được thỏa mãn. Bởi vì đứa trẻ cần được nhận diện những cái chỉ báo rằng là con được yêu thương, con được coi là thành viên trong gia đình này, con được có tiếng nói, con cần được hướng dẫn hành vi đúng. Chứ không phải là con chỉ chấp nhận mệnh lệnh. Và đặc biệt một điều đó là khi cái mệnh lệnh đó con không có chấp hành thì con lại bị đối xử theo một cái kiểu đó là con cảm thấy là cái vị trí cá nhân của mình bị dập tắt. Thì chúng ta vô tình đang nuôi dưỡng thù hận trong lòng cho trẻ. Và đến đứa trẻ đến một ngày mà nó đủ lông đủ cánh đó mọi người, thì đó là cái ngày mà nó có 500 anh em đó. Cái ngày mà bây giờ mình gọi là mình có hơi bạo lực với con hoặc là mình dập tắt con thì nó cũng không biết đi đâu về đâu trên đời này. Nhưng mà đến một ngày con có 500 anh em là con có nhiều chỗ để con đi nha. Bây giờ con không đi là bởi vì con đi con không biết cơm đâu con ăn. Nhưng mà ví dụ như đến khi con 10 tuổi, 12 tuổi con nhận ra là ô, có những bạn bán vé số ngoài đường á, và mình vẫn có thể có thu nhập bằng cách đó. Và có thể là con cũng lại coi cho rằng là gia đình là cái nơi mà mình không cần nữa. Thì điều đó nó cực kỳ nguy hại trong tương lai luôn. Thì đây là tháp nhu cầu của Maslow. Thì quý anh chị cũng có thể đọc thêm cái tháp nhu cầu này. Và mình tin rằng là phụ huynh nào mà đang kinh doanh đó, thì mọi người trong cái công việc kinh doanh của mọi người với nhiều vị trí thì chắc chắn là mọi người cũng đã tiếp cận rất là nhiều lần với cái tháp nhu cầu Maslow này rồi. Ok, cảm ơn các anh chị với cái phần gọi là theo dõi một cách khái quát về các cái vấn đề nền tảng lý thuyết khi mà chúng ta bàn về bạo lực và kiểm soát bạo lực. Đặc biệt là mình muốn nhắc lại một lần nữa, đó là hãy cho phép bật cái chế độ là đi từ hành động lý trí qua hành động tự động hóa. Đó là cái con đường để chúng ta có thể gọi là có thể kiểm soát bạo lực, kiểm soát những cái xu hướng nóng giận của mình. Vậy thì bây giờ mọi người sẽ phải trả lời là mọi người muốn mọi người có cái đối ứng như thế nào với con. Ví dụ bây giờ tôi đang bạo lực, tôi đang có xu hướng hơi dữ dằn với con mình. Vậy thì bây giờ các anh chị muốn là mỗi lần cái tình huống tương tự vậy xảy ra là mình muốn cái gì? Mình muốn là con mình nó không khóc nhè, mình muốn là mình không quát tháo, mình muốn là mình sau đó thì bây giờ liệt kê hành vi ra và bắt đầu thực hiện cái hành vi đó ngay trong cái tình huống đầu sáng ngày mai thôi chẳng hạn. Và yên tâm lúc mới áp dụng đó, nó cam go lắm, nó vẫn còn làm cho mình muốn tức tối, mình muốn lặp lại cái hành vi cũ lắm. Nhưng mà đừng quên đấy là cái giai đoạn của hành động ý chí là phải rất là kiên cường lên. Thì từ từ dần dần, một là mình quen, hai là trẻ nhận ra tín hiệu là gì? Cách cũ hết phù hợp rồi, bây giờ ba mẹ mình đổi chiến lược rồi. Thì con mới bắt đầu có được những cái sự điều chỉnh hành vi ở bản thân của con nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của cô ạ. Và cô em mời cô nghỉ ngơi và uống nước một chút. Kính thưa quý vị, mặc dù là thời gian có hạn nhưng mà với lượng kiến thức cũng như là thông tin mà cô Nha đã chia sẻ cho chúng ta thì Thanh Mai tin rằng là chúng ta đã phần nào hiểu rõ được làm sao để có thể kiểm soát được cảm xúc cũng như là làm sao để phân biệt được rõ đâu là bạo lực và đâu là kỷ luật tích cực. Và bây giờ sẽ là phần giải đáp các thắc mắc của quý phụ huynh. Xin được nhắc lại là quý vị có thể đặt câu hỏi cho chương trình bằng cách là gửi câu hỏi vào khung chat của phần mềm Zoom. Và em nhận thấy rằng là cô đang rất là đã sẵn sàng rồi nên em xin được phép đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Em có bé 4 tuổi bị chứng tăng động giảm chú ý. Bé hoạt động liên tục mỗi ngày. Hồi đi học thì bé còn khá ổn. Thời gian nghỉ dịch thì cả nhà thực sự muốn điên luôn. Cứ đà này thì em sợ là ba bé sẽ không kiềm chế được và sẽ đánh bé. Thời gian này thực sự quá khó khăn với gia đình em. Cô có thể tư vấn giúp em nên làm thế nào không ạ? Rất là cảm ơn phụ huynh đã chân thành mô tả về câu chuyện của mình.
bây giờ sợ là sợ ba bé đánh chứ không phải là sợ mình đánh, đúng không? Như vậy thì bây giờ sẽ có hai đối tượng mà mình phải làm việc. Một là đối tượng làm việc với ba. Ba cũng là một đối tượng cần được giáo dục trong trường hợp này. À, không biết ba có ngồi kế bên ba nghe được ba Hường cô Nhi A hay không. Nhưng mà thiệt đó, tức là trong trường hợp này thì ba cũng là một đối tượng trong câu chuyện này cần được, gọi là cần được hỗ trợ để ba đừng đánh, ba đừng la. Đầu tiên là ba phải hiểu được tình trạng của con. Nếu như mà ba chưa hiểu thì bây giờ phải làm cho ba hiểu. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là mặc dù chúng ta nói với nhau về sự chia sẻ, về sự chia sẻ trong vai trò làm cha mẹ, nhưng mà có những tình huống đặc biệt với mọi người thì cái việc chia sẻ này nó cũng nên được tôn chỉnh. Ví dụ trong trường hợp này bản thân vị phụ huynh này đã nói như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc là giữa cái việc để cho ba chơi với con với cái việc để cho mẹ chơi với con thì có vẻ ba chơi là câu chuyện nó sẽ bi kịch lắm. Cho nên thôi thì bây giờ ba sẽ đi làm chuyện khác đi. Ba dọn nhà, ba quét nhà, ba nấu cơm giùm mẹ và ok mẹ sẽ là cái người chơi với con. Đó, để mình có thể không có dẫn đến những cái tình huống nó bi thương cho tất cả mọi người. À, đó là cái điều thứ hai. À, như vậy và cái điều thứ ba là gì? Cái điều thứ ba đây là con khá đặc biệt. À, khi mà mình cũng nhận ra là trẻ là con có cái dấu hiệu của tăng động giảm tập trung chú ý thì chắc chắn là cái phương pháp mà chúng ta dành cho con nó phải khác với những cái phương pháp của những trẻ khác. À, bởi vì chúng ta giáo dục là chúng ta phải đo ni đóng giày mà. Mỗi một bạn là cần một cách thức riêng. Như vậy thì với cái bạn này thì chúng ta phải cần người. Tức là chúng ta phải cần người chơi, cùng chơi với bạn và cùng tổ chức trò chơi với bạn nữa. Thì cái áp lực là nó sẽ nằm ở chỗ đó. Thì thôi, giờ mỗi một cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh và mỗi người sẽ phải có những cái bài tập riêng trong cuộc đời của mình. Cần phải giải mà. Thì đây coi như là bài tập của mình đi. Bài tập trong cái hành trình làm cha mẹ. Thì phụ huynh sẽ phải kết nối với một chuyên viên. Mình không biết là khi mà phụ huynh đang đánh giá con mình là tăng động giảm tập trung chú ý á, là mình đã có cái kết quả của thăm khám lâm sàng trước đó rồi, hay là bởi vì thấy con mình nó năng động quá rồi mình tự gọi là mình tự nghĩ rằng là con mình tăng động. Thì cái này là cần phải xác định lại. Và nếu như thực sự mọi người nói nó tăng động lắm, em chưa đi khám, vậy thì khám đi. Cái việc của chúng ta là bây giờ là khám đi. Và nếu như mà mọi người cần số điện thoại của một chuyên gia đánh giá đó, mình sẽ gửi cho nhà trường, mình sẽ gửi cho trường Chuồng Kim. Và trường Chuồng Kim có thể là gửi cho phụ huynh nào cần để đánh giá con trong giai đoạn này. Thì trước mắt là chỉ có thể đánh giá online thôi, để coi tình hình như thế nào. Nhưng mà nếu như mà phụ huynh nói không, con em đánh giá rồi, em đã có người đánh giá, thì việc của chúng ta giai đoạn này là kết nối với cái người mà đã chịu trách nhiệm thăm khám lâm sàng cho con trước đó, để mình được hướng dẫn từ xa là có những cái hoạt động nào tại nhà mà mình có thể chơi với con. Trước đây khi mà con chưa có dịch, có thể là con ở trường mầm non, và ở trường mầm non thì các cô giáo có nghiệp vụ. Các cô giáo có nghiệp vụ để biết rằng là nên tổ chức cái gì cho con, chơi cái gì. Và chiều con về nhà là nó đã giảm một khoảng thời gian rất lớn mà mình tương tác với con rồi. Cho nên trước đây thì ổn, nhưng mà bây giờ con ở nhà full 24 giờ như vậy thì có thể là chúng ta bị cạn kiệt ý tưởng. Mà chúng ta cũng không phải là dân sư phạm chuyên ngành, cho nên cũng không thể bắt phụ huynh là phải giỏi về phương pháp được. Cái đó là cũng là một cái đòi hỏi rất là vô lý. Vậy thì bây giờ phụ huynh sẽ phải nhận cái sự hỗ trợ từ xa để mình có thể được hướng dẫn là có những hoạt động nào trong một ngày tổ chức cùng với con. Và cái người mà chịu trách nhiệm chơi với con lúc này phải là cái người hiểu được vấn đề của con. Như vậy nếu như ba mà chưa kịp hiểu vấn đề của con thì chắc là mẹ phải chịu khó. Rồi ba trong lúc đó thì gánh vác cái phần việc khác giùm cho mẹ để mẹ giảm tải. À, đó là một cái câu chuyện cần được đối thoại giữa hai vợ chồng đó. Cô Nha nói nghiêm túc thiệt là hai người lớn phải nói chuyện với nhau để ba hiểu vấn đề của con. Mà ba nói ba hiểu nhưng mà ba vẫn quạo thì thôi. Ba vẫn quạo thì ba không cần tham gia những cái tình huống đó nhiều. Vậy thì ba phải gánh vác giùm những cái phần việc khác để mẹ dành thời gian chơi với con. Thì mình tin rằng là nếu như thực sự thương con và thực sự thiện chí thì chúng ta sẽ ngồi xuống và thay đổi thói quen thôi. Và hy vọng rằng là ba sẽ hiểu để cả nhà có một cái nếp sinh hoạt nó cơ bản là ổn. Và đừng quên là hãy kết nối với cái người có thể hỗ trợ mình nha. Phụ huynh nào mà cần một cái người đánh giá từ xa các vấn đề tâm lý trong giai đoạn này thì mình sẽ gửi cái số điện thoại sau chương trình này, mình sẽ gửi cho ban giám hiệu nhà trường. Thì mọi người cứ chia sẻ và cứ liên lạc. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Em xin được phép đọc câu hỏi thứ hai ạ. Chào cô, mình có hai bé, một bé 7 tuổi và một bé gần 3 tuổi. Bạn sau có vẻ quan sát được cách ba mẹ tương tác với bạn lớn nên có xu hướng đón đầu cách xử lý của ba mẹ với bạn lớn. Vậy làm sao để duy trì một cách giáo dục nhất quán và công bằng với cả hai bạn? Dù mình hiểu là mỗi bạn sẽ cần một cách dạy khác nhau và tùy vào tính cách và nhu cầu cá nhân. À, có nghĩa là sao ta? Trong câu hỏi này có nghĩa là
Con tranh thủ là ba mẹ làm gì với anh lớn thì mình sẽ gọi là né tránh, kiểu như là lấy lòng ba mẹ hả, đúng không? Mỗi một bạn là chị Trà nè, mỗi một bạn là chị Trà ơi, bây giờ mình on the mic được không? Không biết là kỹ thuật có cho chị Trà on the mic được không ta? Bé quan sát được cái cách ba mẹ tương tác với bạn lớn nên có xu hướng đón đầu cách xử lý của ba mẹ với bạn lớn. Thì đó là câu chuyện của bạn lớn. Vậy thì câu chuyện của bạn nhỏ là gì? Vậy làm sao để duy trì một cách giáo dục nhất quán và công bằng của cả hai bạn? Ý là sao? Ý là ba mẹ muốn là làm sao để dạy cả hai bạn ấy cùng một cách hay như thế nào ạ? Hai bạn không biết là chúng ta có gặp được chị Trà không ta? Chị Trà có tiện để on the mic không ta? Ok, còn nếu như mà chưa thì tạm thời cái câu hỏi này sẽ được, sẽ dựa trên cái cách hiểu của cô Nha. Thì cô Nha đang hiểu theo hai kiểu nha mọi người. Cô Nha đang hiểu theo cái thứ nhất là từ tâm ý của mẹ, là bây giờ có cái cách nào để dạy cả hai bạn này theo một kiểu không, để cho nó nhất quán. Tức là mình đang hiểu cái kiểu nhất quán của mẹ là cái kiểu là bây giờ đứa lớn với đứa nhỏ là nó cần phải được công bằng, và mình sẽ phải đối xử với cả hai đứa theo cái cách đó. Thì thực ra là không, cái đó chỉ là cái tâm ý của mẹ thôi. Cái tâm ý về sự công bằng là đúng, cái tâm ý về sự nhất quán là đúng, nhưng mà chúng ta phải hiểu đúng về sự nhất quán cái đã. Cho nên là công bằng ở đây là gì? Công bằng ở đây là chúng ta đừng làm cho một trong hai bạn ấy cảm thấy rằng là mình thua thiệt so với cái bạn còn lại, hoặc là có những cái tình huống mà tại sao mẹ xử anh hai mà mẹ không xử con, hoặc là ngược lại như vậy. Từ đó thì nó không có gọi là, nó không tạo ra được một cái sự tâm phục khẩu phục từ đứa trẻ. Vậy thì bây giờ cái nhất quán ở đây thực ra là cái nhất quán gì? Đó là có tội thì xử, đó là nhất quán. Như vậy thì tùy vào việc là con tội gì thì xử bằng cách nào, nhưng mà có tội là sẽ xử, tức là không có bỏ qua, làm tốt thì được khen đó, kiểu kiểu vậy. Bất kể con là đứa lớn hay đứa nhỏ, nhưng mà con làm tốt thì con được khen, con làm chưa tốt thì con phải sửa, ba mẹ không có làm thay, kiểu như thế là nhất quán đấy ạ. Nhưng mà mỗi một sự việc trên từng bạn, một bạn 7 tuổi và một bạn 3 tuổi thì đương nhiên là phải khác rồi, tại vì thể chất khác, năng lực khác rồi. Và điều đó thì có thể thấy rằng là đôi khi chúng ta sẽ phải linh động. Đó là cái điều kế tiếp. Thêm một cái điều nữa đó là gì? Là sẽ không bao giờ có được một khuôn mẫu giáo dục cho tất cả mọi đứa trẻ trên đời, dù chúng nó là anh chị em ruột với nhau, thậm chí là anh chị em sinh đôi cùng trứng luôn đó. Bởi vì mỗi một đứa trẻ là một chủ thể tâm lý, và chúng ta phải luôn nhìn cái đứa đó để biết coi là mình nên làm gì với cái đứa này, chứ không thể bê cái câu chuyện đang dạy đứa A qua cho cái đứa B được. Chuyện nó không thể diễn ra, mà diễn ra thì nó sẽ dễ thất bại. Tiếp tục là trong cái việc là nếu như chúng ta áp dụng là với đứa này là mình làm cách này, với đứa kia mình làm cách kia để cho nó phù hợp đó, thì nó có thể tạo ra một cái tâm lý so sánh của các con. Tức là các con sẽ bắt đầu bật ngược lại là tại sao cái chuyện đó là mẹ lại kêu anh làm như vậy, mà con thì con phải làm như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ phải có cơ sở để đi giải thích. Và đó là lý do mà tại sao người ta nói là xử phạt là nó phải gọi là nó phải công minh. Cái công minh ở đây nó không phải nằm ở chỗ là đứa nào cũng giống nhau, mà cái công minh ở đây là ba mẹ có nói lý không? Ba mẹ có nói lý lẽ với nhau không? Để tại sao? Bây giờ mình lấy ví dụ nha. Chẳng hạn như là mình cũng có hai bé, một bạn 13 tuổi, ông 13 tuổi vẫn so bì với em chứ không phải là không đâu. Và một bạn là 6 tuổi. Rồi, thì nhà mình là cơm là phải tự ăn, không có cái chuyện là ngồi đút đông mệt lắm. Ủa, ai cũng có khả năng tự lập hết. Nhưng thỉnh thoảng có nghĩa là trong một vài trường hợp như sau. Chẳng hạn như là phải xong bữa cơm để cho cái khu mình ở là người ta xịt thuốc sát khuẩn mọi người. Có nghĩa là xịt thì nó vẫn có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái tốc độ ăn của ông nhỏ là ông ăn chậm và mình chỉ cho ông ăn trong cái muối đó thôi chẳng hạn. Nhưng mà con có thể ăn chậm hơn mọi người bởi vì con ở cái độ tuổi đó và cái tốc độ hành vi của con tới đó. Thì sẽ có một vài trường hợp, ví dụ đó, ví dụ có những lúc mà bị sát gọi là xịt thuốc sát khuẩn, thì mình sợ cái sự ảnh hưởng của hóa chất, cho nên là đến giờ tới nơi rồi mà ông ăn chưa xong thì bây giờ mình phải đút. Thì cái ông lớn ông cũng bắt đầu lên tiếng, ông lên tiếng theo kiểu một chuyên gia mọi người. Ông sẽ nói là mẹ đó, mẹ lại đút rồi mai mốt nó quen cho mẹ coi. Trẻ con là mình phải dạy nó, là mình phải làm cho nó gọi là kiểu như là mình phải làm cho nó hiểu rằng nó tự làm chứ mình không có được làm giùm.
Thì đó là một dạng gọi là cam ràm mình nói. Lý do mà hôm nay Đúc là như vậy. Có nghĩa là đứa trẻ phải nhìn ra được cái lý do cho mọi hành vi khác biệt khi mà anh mình hoặc là em mình được đối xử khác đi là cái gì. Đó thì nếu như mà chúng ta có cái lý thì chắc chắn là chúng ta cũng đã phân tích vấn đề kỹ càng rồi và mình cũng đã yên tâm. Thì đó là cái kiểu mà gọi là cái cách hiểu của mình về câu hỏi của chị Trà, thì cũng không biết là mình hiểu có đúng hay không. Nhưng ở đây lưu ý dùm một là sẽ không có cái cách nào mà áp dụng cho mọi đứa trẻ, cho nên cái việc khác biệt trong cái gọi là trong cái phương pháp dành cho hai trẻ là cái chuyện sẽ xảy ra, nên đừng căng thẳng là phải giống nhau. Cái thứ hai đó là cái việc mà đứa này khác đứa kia là chuyện bình thường, nhưng chúng ta sẽ xử lý cái sự bình thường này bằng cái cơ sở là mình có cơ sở cho mọi chuyện xử phạt và khen thưởng các con hay không. Đó là chuyện thứ hai, bởi vì có cơ sở thì mình sẽ có cách mình đi giải thích với các con. Và khi mình giải thích như vậy cũng đồng thời các con học được cái gì à? Các con học được sự khác biệt. Nghĩa là trẻ sẽ hiểu rằng là trên đời này mỗi người mỗi kiểu. Và cái mà mình hưởng thụ không có nghĩa là người khác cũng hưởng thụ. Và ngược lại cái người khác đang hưởng thụ không có nghĩa là mình cũng được y chang như người ta. Và từ đó trẻ sẽ dễ chấp nhận những cái gọi là muôn hình vạn trạng trong cuộc đời này hơn. Cái quan trọng là phụ huynh sẽ phải có cơ sở cho mọi sự khác biệt đó để đi giải thích. Mà bởi vì trẻ con nó sẽ hỏi đó, nó sẽ thắc mắc. Và sự thắc mắc đó là hợp lý và mình rất ủng hộ sự thắc mắc của các con. Dạ cô ơi, em nghĩ là cái phần sau của cô là đã đúng với câu hỏi của chị rồi đó cô. Tại vì em thấy cô, chị có chia sẻ thêm về vấn đề thì em thấy nó tương tự giống như là mình cần phải nói lý lẽ với con cho con hiểu được cái lý vì sao mà lại đối xử khác với hai bạn đấy cô. Tại vì em thấy là mẹ có chia sẻ thêm ở đây. Khoan nha, một cái chia sẻ thêm rất là thú vị luôn mọi người. Ví dụ như là bạn lớn sẽ thường để ba mẹ mắng rồi sau đó xin lỗi, rồi ba mẹ ôm để tha thứ. À, còn bạn nhỏ, chỗ này chắc là bạn nhỏ sẽ oà lên trước rồi tụi nó ôm con. Thế nên bạn bé thường không bao giờ bị phạt. Ủa khoan, cái này là do ba mẹ. Cái này rõ ràng là đúng là bạn nhỏ trình ra cái chuỗi hành vi là gì? À, là anh mà khóc hoặc là chị mà khóc, và sau đó thì sẽ được ôm và tha thứ. Đây là một dạng trí trá à? Không à, đây là một dạng trí trá à. Người lớn ơi, người lớn, bình tĩnh lên người lớn. Người lớn ơi, trẻ con cũng có rất là mọi người ơi, chúng ta sẽ phải đi qua cái trận chiến này. Lúc này là lúc mà chúng ta đốt cháy giai đoạn. Mọi người có nhìn ra cái đoạn đốt cháy giai đoạn không? Là chính phụ huynh cũng chưa xử phạt gì luôn. Phụ huynh chưa xử phạt gì hết luôn đó. Chị Trà ơi, mình phải tỉnh tỉnh chỗ này chị Trà. Thực ra là bạn ấy đang phủ đầu, nhưng mà chúng ta có thể tạm chấp nhận là rồi bạn đó khóc lên đúng không? Rồi bạn cứ khóc đi. Bạn cứ khóc, tại vì chúng ta đã thỏa thuận với nhau là chúng ta không hành sự khi con đang khóc mà. Bởi vì cái việc mà chúng ta hành sự, chúng ta có la rầy hay chúng ta làm cái gì mà lúc mà đứa trẻ nó đang khóc, có một là nó chỉ làm gia tăng tiếng khóc, hai là nó không có hiệu quả về thông tin nha mọi người. Tại vì lúc đó trẻ nó bận khóc. Thực ra khi mà chúng ta đang khóc, chúng ta đâu có nghe ai nói cái gì được đâu. Cho nên đừng có dạy trẻ lúc mà con đang khóc, nó đang bận á, não của con lúc đó nó đang bận rồi, tuyến lệ nó hoạt động rồi các kiểu, nó không có nghe đâu. Thì lúc này phụ huynh làm gì? Phụ huynh cứ cho bạn khóc xong đi. Nếu như bạn nó cần mình ôm thì mình ôm, mà mình ôm theo cái kiểu như là vừa ôm mà vừa đưa ra thông tin là gì, là con khóc xong ba mẹ sẽ nói chuyện tiếp với con, kiểu như vậy. Chứ đừng có ôm mà thôi mẹ thương thôi thôi được rồi bỏ qua à, không không nha. Chính chúng ta là người đã nuôi dưỡng cái hành vi này, cho nên là gì, bạn ấy thực ra đảo chiều thôi. Bạn ấy nghĩ rằng là bạn ấy đã rất là nguy hiểm, nhưng mà không, trời ơi, mẹ đẻ ra con được đó thì làm sao mà con qua mắt được mẹ, đúng không? Thì chúng ta đảo chiều thôi mọi người. Với cái chiều của ông lớn là gì, là xử phạt xong khóc ôm tha thứ xin lỗi. Thì bây giờ với bạn này đúng không, sự việc xảy ra, khóc rồi cứ khóc đi, rồi ôm, ok, rồi nói chuyện, quay ngược lại xử tiếp cái tội đang xử. Ủa, cái này là bạn ấy đốt cháy giai đoạn nha. Nên là mẹ Trà phải rất là cẩn thận, không có được sập bẫy, nhớ điều đó. Bởi vì lâu dần bạn ấy có thể lợi dụng, bạn ấy có thể lợi dụng cái quyền lực của nước mắt, và mình lại rất là khó để có thể uốn nắn hành vi cho con khi mà con lớn lên và con nguy hiểm hơn nữa đó. Dạ, cảm ơn cô. Em xin được phép mà đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Mình có hai con nhưng lại rất dễ nổi nóng và khó kiềm chế với một bạn hơn là bạn còn lại. Có cách nào để điều chỉnh không cô? Trời ơi, tại sao các mẹ luôn bị một trong hai, bên trọng bên khinh? Chắc là do tính cách của hai bạn khác nhau đó không? Đúng rồi, một là do tính cách của hai con khác nhau. Cái thứ hai ở đây là gì? Cái thứ hai ở đây có thể là chúng ta gọi là sao ta? Chúng ta luôn
Mình hay nói rằng là con cái thì phải thương cho đồng, mà thực sự đây là một cái gọi là đây là một bí mật động trời nè mọi người, nên là không có đồng được, không đều, không có đều được, tại vì tình cảm nó không có đem lên mà cân đo đong đếm một cách định lượng là bao nhiêu miligam hoặc là bao nhiêu micromet. Tình cảm nó là một cái niệm trừu tượng, cho nên việc mà muốn đồng đều là không đâu, và đây là một cái dạng mà chúng ta phải chấp nhận. Và chính vì cái sự chấp nhận đó cho nên nó mới tạo ra những cái gắn kết trong gia đình đó mọi người, là sẽ có cái việc là đứa con này thân với ba hơn, đứa con kia thân với mẹ hơn, rồi anh chị em trong nhà cũng là người này thân với người kia hơn. Có nghĩa là khi mà mình nói điều này là mình muốn cởi trói cho phụ huynh một cái sự căng thẳng là chúng ta không, đừng có ép mình là phải thương cho đồng. Tại vì có ép cũng không có làm được, có ép cũng không có làm được thì đừng có ép bản thân, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta thương đúng với phận sự của cha mẹ thôi. Có nghĩa là chúng ta không thương đồng, không có nghĩa là chúng ta ghét con mình. Mà ở đây chẳng qua là chúng ta đang bắt rằng là hai đứa phải phải như nhau thì khó lắm. Không thể như nhau được đâu ạ. À. Không thể nào như nhau được. Chỉ cần biết rằng đứa nào mình cũng thương là được rồi. Và chỉ cần biết rằng đứa nào mình cũng hành xử một cách rất là công bằng với các con. Tức là không có vì cái bạn này mình gọi là mình bỏ qua hết mọi lỗi lầm. Mình không xử phạt. Còn bạn kia thì mình gọi là mình căng ke từng chút một. Thì cái đó là nó là cái sự vô lý. Còn cái việc là dễ nổi giận với bạn này hơn hoặc là dễ nguôi giận với bạn kia hơn là một cái xu thế tâm lý bình thường. Nó có điều là đừng để cho nó trở nên gọi là mất cân bằng đến cái mức vô lý thôi là được. À, vì sao mà? Bởi vì ví dụ như là thứ nhất là nói chuyện về tương thích về về sóng não đi ha. Chúng ta thường ví dụ như thích nghe giọng của một ai đó hơn, giọng của một vùng miền nào đó hơn. Ví dụ có nhiều người nghe giọng bắt một cái, ví dụ như cô Nhi A đi. Trời, nói thiệt luôn á, cô Nhia thì cũng không dạy trai đâu nha mọi người, nhưng mà tôi có một cái điểm yếu, đó là tôi nghe điện thoại mà giọng trai bắt là tôi tan chảy. Nhưng mà phải là gọi là giọng mà nghe được, gọi là cái tông giọng nó cũng phải trầm ấm nha, nhưng mà gọi là cái biểu cảm giọng nói của miền Bắc nó luôn làm cho mình cảm thấy trời ơi sao mà nó dễ thương, nhưng mà gọi là miền Tây thì nó lại dễ thương một cái kiểu khác, kiểu như vậy. Thì từ đó mới quy chiếu về những đứa nhỏ nhà mình là có những cái bạn mà cái kiểu hành vi của bạn á nó dễ đón nhận. Cái thành ra mình cũng dễ nguôi giận hơn. Mình dễ nguôi giận hơn, nhưng mà phải biết rằng là đứa trẻ ấy cần được dạy dỗ, cho nên chúng ta vẫn phải dạy dỗ các bạn ấy. Thì từ đó có thể là các mẹ và các bố sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn về cái việc là đúng thật là mình đã có sự thiên vị một chút với đứa này so với đứa kia. Thì cái điều đó nó cũng không có đáng sợ đâu, cho nên mọi người đừng có quá gọi là đừng có quá bất an. Chỉ cần nhớ một điều rằng là chúng ta có vô lý hay không. Chúng ta có vô lý đến cái mức mà chúng ta bỏ qua lỗi lầm của một trong hai đứa trẻ hay không? Đó thì điều đó là cái điều mà cần phải thay đổi. Còn nếu như không á, thì không sao. Và nếu như không xa vào cái tình trạng đó là mình gọi là mình trút giận hết lên trên một bạn, còn một bạn là kiểu như là được nuông chiều. Đó, nếu như mà không phải tình trạng đó thì cũng không sao. Tuy nhiên chỗ này là chỗ cần phải được lưu ý là đôi khi á, cái sự nóng giận cho một trong hai bạn nó có liên quan đến bối cảnh sống à. Ví dụ như là chúng ta sinh đứa trẻ đầu tiên trong một trạng thái kinh tế vững vàng, mọi sự bình an, thì đôi khi chúng ta cũng sẽ có một cái tâm thế tâm lý khác. Nhưng ví dụ với một cái đứa thứ hai nó lại là một diễn biến bối cảnh khác, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm thế mà chúng ta đối xử với các con. Thì khi mà mình hiểu cái căn nguyên của vấn đề á, thì cũng phần nào mình cũng tự giảm bớt được cái xu hướng leo thang về mặt cảm xúc. Thì đó là ba cái thông tin cơ bản mà cô Nhi em muốn chia sẻ với phụ huynh về cái câu chuyện đó, là một trong hai đứa đã làm cho mẹ tự cảm thấy là mình đã gọi là mình đã dễ dãi hơn với một trong hai bạn thì có sao không. Thì nếu như nó không vi phạm đến những cái sự tấn công hoặc là sự vô lý đến mức mà bỏ qua sự phát triển của các con đó thì nó không sao. Và đừng ép bản thân mình là phải cân đo đong đếm giống như là đong gạo hoặc là bột đường. Tình cảm nó không phải là cái có thể đong như vậy đâu. Em xin được qua câu hỏi tiếp theo ạ. Cô cho em hỏi, con nhà em đang bước vào tuổi dậy thì nhiều khi bé mẹ nói thì cãi lại. Khi bé cãi lại thì mẹ nổi giận, mà càng nói thì bé càng cãi, là mẹ mất kiểm soát, đánh đòn. Cô cho em hỏi là trong trường hợp như thế thì phải làm sao? Cảm ơn cô. Dạ, trong trường hợp đó là làm thinh ạ. Làm thinh. Tại vì bây giờ mọi người nói cái gì cũng dở hết. Bây giờ nói thì thành ra cãi lộn với con, mà chắc gì cãi lại tụi nhỏ, đặc biệt là tụi nhỏ này là tụi nhỏ dậy thì rồi. Có nghĩa là anh chị em của mấy bé là đang học chuồng chuồng kim rồi. Thì mọi người lưu ý là ở đây thì thông tin được gửi về là gì, là đang bước vô tuổi dậy thì. Thực ra chúng ta nói với nhau rất nhiều về tuổi dậy thì,
Tại vì ở đây chúng ta là phụ huynh của trẻ mầm non. Tuy nhiên khi mà bàn về câu chuyện vậy thì là cô Nha cũng đã bàn với rất nhiều nhóm phụ huynh khác, và mọi người đã bị một cái gọi là đã bị một cái hiểu lầm khá là nghiêm trọng. Đó là mọi người nghĩ rằng là mình đã là những ông bố mẹ cấp tiến, cho nên mọi người đã tâm niệm rằng là ui con mình mà vào tuổi dậy thì là mình sẽ làm bạn với con. Oh, ok, cái tâm niệm đó nó không sai, và chính vì nó không sai cho nên nó mới bắt đầu bị sập bẫy nè. Là thực ra đợi đến khi con dậy thì á, mà mới làm bạn với con thì nó muộn rồi mọi người. Tại vì khi đứa trẻ mà nó bước vào tuổi dậy thì á, là đến cái lúc mà nó bắt đầu xác định mối quan hệ xã hội và nó chọn ai làm cái người đồng hành á, thì nó sẽ chọn dựa trên cái kinh nghiệm trước đó mà nó đã trải qua. Như vậy thì nếu như mà chúng ta không làm bạn với con trước đấy, tức là ngay từ độ tuổi mầm non, ngay từ độ tuổi tiểu học mà chúng ta đã không hành xử với đứa trẻ trên tinh thần dân chủ, không làm cho đứa trẻ có được một cái gọi là một cái định hình rằng là đây là một cái gia đình mà mình với mẹ có thể đối thoại được với nhau, mình với mẹ có thể nói rất là thoải mái với nhau về mọi chuyện, tức là ngay từ khi nó học mẫu giáo, nó học tiểu học mà nó không có chất liệu đó, thì đến khi con vào trung học cơ sở, con bước vào tuổi dậy thì lúc này ba mẹ có muốn làm bạn với con cũng không cho. Tại vì cái kinh nghiệm của suốt 10 năm trong cuộc đời con nhận ra là mình nói là mình phải nói những điều mà ba mẹ thích nghe, mình sẽ hay bị ba mẹ la mắng, ba mẹ hay ép mình ABCD, cho nên bây giờ những cái điều đó đối với mình khó chịu lắm và mình sẽ đi tìm một cái người bạn ở bên ngoài. Trong khi đó chúng ta cứ ngồi đó chúng ta đợi, chúng ta nói là ôi con tôi mà tới tuổi dậy thì là tôi sẽ làm bạn với nó, thì rất tiếc chúng ta đã bị bỏ lại phía sau, chúng ta đã bị rớt vài nhịp rồi mọi người, chậm chân mất rồi. Cho nên là từ câu chuyện này thì cô Nha muốn nhắc rằng là tiền dậy thì rất quan trọng à. Tiền dạy thì và trước tuổi dạy thì rất quan trọng, bởi vì nó chính là cái vốn liếng kinh nghiệm để trẻ quyết định là chọn ai làm bạn cho mình khi con bước vào dạy thì. Đó là cái điều đầu tiên. Nhưng mà bây giờ con đã bắt đầu bước vào dạy thì rồi nè, thì bắt đầu nguy hiểm rồi, nhưng mà muộn còn hơn không. Giờ làm sao? Làm thinh. Mình nói thiệt luôn á, không phải là mình gọi là mình hài hước hay là mình cà chớn gì với phụ huynh đâu, là lời khuyên rất là chân thành. Đó là với mọi cái sự xung đột với trẻ đó, thì chúng ta thấy rằng nếu như xu hướng hành vi bạo lực và hành vi mất kiểm soát đang có, thì việc của mình là làm thinh. Việc của mình là làm thinh, nhưng mà làm thinh ở đây không phải là làm thinh với một cái sự gọi là bi kịch hoặc là một cái sự gọi là cam chịu nha, mà cái sự làm thinh của chúng ta là một cái sự làm thinh thẳng thái và có chủ đích. Cho nên hãy làm thinh và cho con mình cái thông báo là gì: mẹ đang mất bình tĩnh, mẹ không muốn nói chuyện với con lúc này, mình nói chuyện sau. Đó là khẩu lệnh đó. Cho nên là chúng ta làm thinh, dừng lại cái câu chuyện đó với một cái khẩu lệnh là gì, với một cái thông báo là gì: mẹ đang rất mất bình tĩnh, hoặc mẹ đang buồn, hoặc mẹ đang cảm thấy nếu nói nữa mẹ sẽ không nói được điều tốt đẹp, dừng lại, mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Có nghĩa là chúng ta làm cho đứa trẻ hiểu rằng là cái sự kiểm soát cảm xúc là cái mẹ đang thực hành, thì con cũng phải thực hành. Và cái việc mẹ dừng lại không phải là mẹ chịu thua con. Ok, rồi hai mẹ con dùm ơn tách nhau ra, rồi đi làm gì, làm thinh nhưng mà không có ở không nha. Làm thinh nhưng mà không ở không nha, tại vì ở không lúc này nó khó chịu lắm. Mẹ làm cái gì đó đi, mẹ đi rửa mặt, mẹ đi chải đầu, mẹ đi skin care, mẹ đi quét nhà, mẹ đi làm cái gì đó mà có vận động cơ giùm cô Nha, để nó tải bớt cái sự bực tức đó ra. Rồi, và mình sau đó mình sẽ quay trở lại nói chuyện với con về cái sự kiện đó với một cái trạng thái là mình đã bình tĩnh và con cũng đã bình tĩnh. Cho nên là cứ kích động lên là không có nói chuyện. Đó là nguyên tắc, và thực ra là nhà mình có áp dụng nguyên tắc đó mọi người, và nó hiệu quả. Nhưng như mình nói đó, phải đi qua một cái giai đoạn là phải hành động ý chí, tức là phải ráng mà thực hiện. Thì sau đó nó sẽ, một là mình sẽ quen, hai đó là những thành viên còn lại trong nhà đó, là người ta hình thành một cái gọi là một cái ý niệm mới về giao tiếp trong gia đình, thì lúc đó nó mới có hiệu quả. Đó, thì phải qua cái giai đoạn đầu tu tập thì cứ làm thinh. Và trước khi rời đi thì nhớ để lại một cái gọi là một cái khẩu lệnh giống như mình nói, để con hiểu rằng là câu chuyện đang như thế nào. Con hiểu rằng là con sẽ phải quay lại nói chuyện với mẹ, và cả hai mẹ con sẽ phải bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Và đặc biệt một điều đó là vậy thì bây giờ khi mà quay trở lại, return lại, con back lại để nói chuyện với nhau thì nói cái gì ạ? Thì thứ nhất là chúng ta hãy hỏi con là lý do. Thực ra một trong những cái điều mà chúng ta hay bị gọi là cũng hay bị sai lầm trong giao tiếp với con ở tuổi dậy thì á, ôi trời, đi một hồi từ mầm non lên dậy thì rồi đó mọi người, là chúng hay có những cái câu định tội. Thực ra là phụ huynh với cái sự lo sợ của mình, hai đó là với cái sự gọi là với cái sự bất an của mình, chúng ta hay kết luận vấn đề vội lắm.
Và chúng ta hay nói là trẻ con nó không nói thiệt. Ủa, chưa nghe nó nói sao biết là nó không nói thiệt mọi người. Mà bây giờ nó, bây giờ mình cũng phải cho nó cơ hội để nó nói thiệt chứ. Mình cứ gọi là mình cứ định kiến, mình cứ chụp mũ thì con sẽ trí giá thôi, con sẽ đi gọi là đi chối tội thôi. Cho nên là hãy nói chuyện để biết được thông tin là cái chuyện đó nó là sao, ủa vì sao là như vậy. Mà nếu như con không làm cách đó thì có cách nào khác hơn hay không? Kiểu như thế. Rồi bắt đầu tiếp tục với một cái tâm thế của người đồng hành nè. Mọi người đừng quên là chúng ta cũng từng trẻ nha. Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ như vậy thì chúng ta mới đến cái độ tuổi này. Thì bây giờ mình cứ thể hiện sự đồng hành là hồi xưa lúc mà mẹ có tuổi con mẹ cũng đi học, mẹ cũng dạy. Hoặc là lớp mẹ cũng có cô chú dạy đó. Rồi lúc đó tụi mẹ đã dạy 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 đó, có nghĩa là chúng ta sẽ cho đứa trẻ thấy rằng ê, không phải một mình con trẻ nha, mẹ cũng đã từng trẻ mà mẹ trẻ trước con nữa đó. Kiểu như vậy đó, để đứa trẻ thấy là nó không có phải là nó bị lạc lõng trong cái mối quan hệ đó. Thì mọi người sẽ nói trời sao ngôn tình vậy cô, sao làm được, tôi bảo lên là tôi quất con tôi à. Ừ thì đó, cái gì nó cũng có giá của nó hết trơn á mọi người. Vâng, cảm ơn cô. Có một câu hỏi khác nữa, đó là bé của em 33 tháng, khi con ra công viên cùng ba mẹ cô giống út trong nhà thì hay khóc ré rất to. Và đúng như cô Nha nói là trẻ đang muốn được sự chú ý xung quanh đông người, thì lúc đó ba mẹ phải làm sao? Vì lúc đó xung quanh mọi người đang đây thấy rất là phiền và ba mẹ cảm thấy khó xử, có chút bực dọc. Con 33 tháng. Con 33 tháng thì bây giờ có nghĩa là nếu như so theo tuổi bình thường của chúng ta là con đã gần 3 tuổi, tức là con nó liên quan đến đoạn này là con đã biết nói chưa. À, ví dụ như là khi đi ra công viên cùng ba mẹ và cô dưỡng út hay khóc ré, thì bây giờ thứ nhất là lúc đó thì người lớn có chơi cùng với con hay không. Nếu như mà mọi người nhận ra là con đang muốn được mọi người xung quanh chú ý á, thì ở đây là thực ra là mọi người đó là ai, là ba mẹ hay là con muốn cả cái công viên đó chú ý con. Thực ra nếu như mà con muốn cả cái công viên chú ý con thì khả năng nó cũng hơi thấp. Chắc là có thể là con sợ ba mẹ hoặc là những người đi gọi là đi chung với mình á, bắt đầu gọi là kết nối với người khác ở cái nơi đông người đó, cho nên con bắt đầu có những cái hành động để gây chú ý. Và thực ra hành động gây chú ý ở đây nó liên quan đến nhu cầu về an toàn của mọi người. Có nghĩa là đến một nơi nào đó mà nếu như con nhận ra là con có cảm giác bị phân ly á, thì có thể là đứa trẻ sẽ bắt đầu có cái sự tự vệ bằng cách là con la hét hoặc là níu áo hoặc là con giật gấu quần gì đó các kiểu. Còn nếu như mà con muốn gọi là muốn kết nối với tất cả mọi người thì lúc này chúng ta sẽ bày trò để chơi với con. Tức là chúng ta bày trò để chơi với con để con thấy rằng là con đang được chơi. Tức là vấn đề ở đây nếu như con muốn thể hiện với mọi người đúng không, thì bây giờ con tuột cầu tuột đi, con ra công viên đó thì có rất nhiều trò ở công viên, thì mình sẽ cho con thấy là cái hào quang mà nó chiếu chiếu á, nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái chỗ là con chinh phục được những cái trò chơi ở trong công viên á, kiểu kiểu như vậy. Và khi mà con làm được cái gì đó thì mình cứ vỗ tay mình khen, và cái cảm giác được thỏa mãn đó nó sẽ bù đắp qua cho cái nhu cầu là muốn được tỏa sáng. Còn nếu như mà nó rơi vào trường hợp là ra tới công viên, cô út đi đường cô út, dượng út đi đường dượng út, ba mẹ lại xa lầy vào những bác hàng xóm, thì lúc này cái việc mà con khóc ré lên là đúng rồi, tại vì con vừa sợ mà con vừa muốn mọi người để ý mình nữa. Nên là lúc này chúng ta đã ra nơi đông người thì cũng nên cho trẻ tham gia, hoặc là một trong số những người lớn trong gia đình sẽ phải là cái người chịu trách nhiệm để gọi là để là cái người bầu bạn cùng với con, để con không cảm thấy là mình bị bỏ rơi ở cái nơi đông người. Còn nếu như nhu cầu của con là nhu cầu được tỏa sáng thì đó, cho con tham gia một trò chơi nào đó để con thể hiện cái bản lĩnh cá nhân của mình. Đó là cách gọi là giải pháp tình thế nha mọi người, có nghĩa là cái giải pháp tại thời điểm đó. Tuy nhiên giải pháp lâu dài nè, giải pháp lâu dài là giải pháp hãy nói chuyện với con ở nhà. Tức là sau mỗi một buổi đi công viên về hoặc là trước khi ra công viên thì chúng ta sẽ nói với con là bây giờ mình xuống dưới đấy, mình sẽ làm gì, mẹ sẽ làm gì, ba sẽ làm gì và em sẽ làm gì. Em tức là em bé đó à, mình hay quen gọi bé nhỏ như mình là em, tức là con sẽ phải làm gì. Rồi, tại sao con phải làm như vậy? Con có làm được không? Tức là giống như một cái sự giao nhiệm vụ gì đó mọi người. Có nghĩa là trước cái chuyến đi đó bắt đầu là kiểu như là trẻ cũng ở trong tâm thế là wow, mình có một cái nhiệm vụ quan trọng đây. Mình ra đó là mình phải có một thử thách cần được chinh phục đây. Đó, và đặc biệt là chúng ta nói với con là cái việc la lớn, cái việc la to, cái việc làm phiền mọi người đó là cái việc mà gọi là con vì sao con không nên làm. Bởi vì mọi người đừng quên là bây giờ con 33 tháng đúng không, tháng sau là con 34 tháng rồi đó, năm sau nữa là con 40 mấy tháng, tức là đứa trẻ nó đang lớn mỗi ngày đó. Cho nên cái việc dạy đứa trẻ là cứ phải bồi vô thêm, và đấy được gọi là hành vi văn minh nơi công cộng nữa mà mọi người. Cho nên là giải pháp lâu dài là cái giải pháp mà làm cho con hiểu rằng ở nơi đông người thì con nên như thế nào, nhưng không phải nói xong là con nhớ liền.
Vậy thì chúng ta vẫn phải thực hành cái giải pháp tình thế là hai cái giải pháp ban nãy mà mình đã chia sẻ với phụ huynh. Dạ, xin cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, vì thời gian phát sóng của chương trình có hạn cho nên là câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cô ơi, cảm ơn cô rất là nhiều về những cái chia sẻ và lượng thông tin mà ngày hôm nay cô mang đến cho em cũng như là quý vị phụ huynh. Em nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho quý phụ huynh rất rất nhiều, cũng giống như là sẽ nhắc nhở lại cho phụ huynh đôi chút gì đó trong cuộc sống. Cảm ơn cô, và cuối cùng thì chúc cho cô cũng như gia đình cô được bình an và có nhiều sức khỏe trong mùa dịch này. Xin cảm ơn cô ạ. Dạ, cảm ơn Thanh Mai. Và phụ huynh ơi, mình chỉ muốn nói một câu trước khi chia tay thôi là bởi vì là theo lịch là đến thời điểm này là mình không có được đồng hành sau đó nữa, còn kế hoạch như thế nào thì tính sau. Nhưng mà nó có một cái câu chuyện rất là thời sự và nóng hổi, đó là khả năng sắp tới dù cho chúng ta cho con mình học trường công hay trường tư gì đó, thì cái xu thế mà chúng ta sẽ phải học online cùng với các con là một cái xu thế có thể nói là nó đến hơn 85% ở tất cả mọi mặt trận giáo dục. Và thử thách dành cho phụ huynh lúc đó sẽ rất là nhiều. Mình chỉ muốn nhắc rằng là việc mà cho các con học online trong thời điểm này nó là một cái câu chuyện mà đôi khi không phải là cứ muốn là được, nhưng mà kéo theo đó, đặc biệt là trẻ mẫu giáo và sau đó là trẻ đầu tiểu học, thì các con sẽ có những cái khó khăn. Tuy nhiên thì thôi, quyền chọn là nằm ở phía phụ huynh, nhưng mà với mình thì mình thấy rằng là việc cho con học một cái gì đó trong thời gian giãn cách nó cũng là một cái giải pháp. Có điều là nó sẽ là một cái giải pháp không có đẹp như mơ như cái kiểu học bình thường thôi. Thì nếu như mà phụ huynh cho con mình học online trong thời gian tới, thì thứ nhất, mọi người hãy cứ hiểu rằng là mình cũng đang làm một việc có lợi, tuy nhiên nó là một việc khó. Và mình hy vọng rằng là phụ huynh sẽ có cái cách để cùng với con mình vượt qua cái khó khăn đó mà không cảm thấy bi thương thêm trong cái thời kỳ dịch bệnh. Và chúc mọi người rất là an toàn để đi qua cái thời gian vô cùng khó khăn này của tất cả chúng ta. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô. Thay mặt quý phụ huynh xin cảm ơn cô. Chào cô ạ. Dạ. Và kính thưa quý phụ huynh, nếu còn có câu hỏi thắc mắc nào khác, bởi vì thời lượng phát sóng không đủ, do đó quý phụ huynh có thể tiếp tục gửi câu hỏi của mình đến cho hộp thư của trường, và trường sẽ gửi cho cô. Cô sẽ feedback lại cho trường, và có gì thì trường sẽ gửi lại cho quý phụ huynh, coi như là một sự thông cảm hoặc là đồng cảm trong mùa dịch này. Cảm ơn quý phụ huynh rất là nhiều. Và quý phụ huynh thân mến, CCK chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng trẻ em có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Trẻ em có thể chỉ là người chứng kiến bạo lực gia đình thôi, nhưng điều này ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất, tinh thần và quan điểm nhân sinh quan trong cuộc sống. Hội thảo kiểm soát bạo lực trong giáo dục gia đình hôm nay như là một hồi chuông nhắc nhở và cảnh báo, mà qua đó trường Trần Kim cũng muốn gửi gắm một thông điệp, đó là hãy lựa chọn giáo dục gia đình văn minh, để nhà là tổ ấm, là nơi an toàn và ngập tràn yêu thương trong mắt trẻ thơ. Cuối cùng thì buổi hội thảo xin được khép lại tại đây. Mến chúc sức khỏe và bình an đến với tất cả gia đình. Trần Trần Kim kính chào.